Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 28. Lý Dục Thần vừa mới nói với Phan Phượng Anh một câu gần tương tự, không ngờ mới đó đã bị người ta trả lại cho mình rồi. Anh mỉm cười, nói, đúng vậy, ngạo mạn sẽ phải trả giá đắt nhưng người ngạo mạn có phải tôi đâu. Ông cậy mình là tông sư, kéo tới tận cửa tìm tôi, hơn nữa cũng vì ông là tông sư nên cho rằng tôi phải cung kính với ông hoặc là sợ ông, đúng không? Ha ha, người thực sự ngạo mạn là ông đấy chứ. Hoàng Tổ Hùng sững sờ, cãi chày cãi cối. Tên nhóc kia, nếu cậu biết tôi là tông sư thì cậu đã nghe câu không được làm nhục tông sư bao giờ chưa? Lý Dục Thần lắc đầu nói, chỉ là tông sư thôi mà, đừng đề cao bản thân mình quá. Lần này, Hoàng Tổ Hùng thật sự hơi tức giận. Nhóc con, vốn ta còn quý mến tài năng của cậu, thấy thủ pháp cậu phong tắc kinh huyệt độc đáo nên không muốn làm khó cậu nhưng giờ xem ra, nếu không dạy cho cậu một bài học thì cậu sẽ chẳng biết trời cao. Đất rộng là gì? Nói rồi, ông ta bẻ thẳng bàn tay lên, chậm rãi đẩy về phía trước. Không có gió táp, cũng không có chân khí mạnh mẽ hóa thành lưỡi dao, trông rất bình thường. Cố Ngôn Châu đứng gần đó chợt thấy người cứng lại, sau đó, ông ta nhìn thấy không khí trên quảng trường xuất hiện rất nhiều vụn băng, tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm. Thời tiết đã vào đông nhưng nhiệt độ ở Thân Châu vẫn còn ấm áp, vậy mà lúc này trên quảng trường, nhiệt độ lại chợt giảm, nháy mắt hạ xuống tới mức kết băng. Cố Ngôn Châu có cảm tưởng như toàn thân bị rơi vào trong hầm băng. Nhưng ông ta biết chỗ ông ta đứng không phải là chỗ lạnh nhất. Trung tâm nhiệt độ lạnh nhất hẳn là ở khoảng không giữa Lý Dục Thần và Hoàng Tổ Hùng. Mật độ vụn băng ở đó là cao nhất, hơn nữa, cùng với động tác đẩy bàn tay về phía trước của Hoàng Tổ Hùng, trung tâm băng giá cũng bị đẩy dồn về phía trước. Lý Dục Thần bị hàn khí bao vây, những vụn băng ngày càng dày đặc, nhanh chóng kết thành một lớp băng quây xung quanh người anh. Nhìn từ góc nhìn của Cố Ngôn Châu thì thấy cả người Lý Dục Thần đã bị đông cứng bên trong khối băng. Chiêu này của Hoàng Tổ Hùng rất nhẹ nhàng nhưng lại bộc lộ hết được thực lực của một tông sư. Cố Ngôn Châu chỉ mới tới Hóa Kình đỉnh phong, vốn ông ta cho rằng mình đã rất gần cảnh giới tông sư rồi nhưng giờ ông ta mới biết khoảng cách giữa mình và tông sư lớn thế nào. Có câu nhìn thấy núi đã ở ngay trước mặt mà có chạy tới chết cũng không tới. Nếu như hôm nay Lý Dục Thần không nói cho ông ta biết câu khẩu quyết cuối của bát quái du hồn thì cả đời này ông A cũng đừng hòng lên được tới tông sư. Cố Ngôn Châu thấy hơi lo lắng cho Lý Dục Thần. Bởi vì ông ta biết, chắc chắn trưởng này của Hoàng, Tổ Hùng không chỉ đơn giản chỉ có mình giá rét. Chỉ cần có chân khí mạnh thì người luyện võ có thể chống lại nhiệt độ lạnh. Hồi nhỏ Cố Ngôn Châu luyện công thường hay để tay trần đứng giữa trời tuyết như một chiếc cọc gỗ suốt 6, 7 tiếng. Cố Ngôn Châu bất giác vươn tay ra chạm vào vụn băng gần mình nhất. Ngay khi tay ông ta sắp chạm vào một vụn băng, dường như vụn băng đó cảm nhận được nhiệt độ của ngón tay ông ta, phù một cái, nó hóa thành một thanh kiếm băng lóe lên ánh sáng lạnh, đâm thẳng vào ngón tay của ông ta. Cố Ngôn Châu là cao thủ Hóa Kình đỉnh phong, đương nhiên sẽ không sợ kiếm băng nho nhỏ này, ông ta bất giác ngưng tụ chân khí vào ngón tay, phóng ra ngoài, hóa thành kiếm, va chạm với kiếm băng kia. Không ngờ trong không khí lại vang lên keng một tiếng như tiếng vũ khí bằng kim loại va chạm với nhau thật, kiếm băng tiêu tan, hóa thành một luồng khói trắng. Dường như những vụn băng xung quanh bị động tĩnh này kích hoạt, tới tấp hóa thành kiếm khí, tấn công ông ta. 10 ngón tay của Cố Ngôn Châu phải hoạt động liên tục, phóng chân khí ra, trong không khí không ngừng vang lên những tiếng leng keng và khói trắng bốc lên. May mà mật độ vụn băng xung quanh ông ta không cao, chỉ một lát sau. Toàn bộ vụn băng đều đã hóa thành hơi nước màu trắng. Dù vậy, Cố Ngôn Châu cũng bị một phen hú vía, như thể đi dạo qua quỷ môn quan một lượt, cả người kiệt sức, lưng ướt đẫm mồ hôi. Chỉ một vài vụn băng thôi đã đủ làm một cao thủ Hóa Kình đỉnh phong ứng phó tới độ mệt lử, còn suýt mất mạng, đây chính là sự kinh khủng của tông sư. Cố Ngôn Châu không khỏi hơi lo lắng, không biết Lý Dục Thần đứng giữa trung tâm giá rét thì phải đối mặt với hơi lạnh và sát ý dữ dội cỡ nào. Hoàng Tổ Hùng vẫn đứng vững vàng ở chỗ cũ, dựng thẳng bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước. Hơi lạnh ở bốn phương tám hướng vẫn còn đang ngưng tụ, như thể hơi lạnh ở toàn bộ khu chung cư, thậm chí toàn bộ Thân Châu đều bị ông ta mượn dùng mang về đây. Cố Ngôn Châu nhìn về phía Lý Dục Thần, anh dường như đã hóa thành sinh vật tiền sử bị đông cứng trong lớp băng, không còn dấu hiệu sống, cũng không thấy nhúc nhích. Sức mạnh của tông sư thực sự kinh khủng như vậy sao? Cố Ngôn Châu càng ngày càng căng thẳng,
căng thẳng tới mức toàn thân run rẩy. Hoàng Tổ Hùng bật cười, nói, không tồi, không tồi, chàng trai trẻ, cậu kiên trì được tới tận giờ là đã khá lắm rồi. Tôi đã nói rồi, ngạo mạn sẽ phải trả giá đắt. Nhân lúc còn có thể nói chuyện thì hãy cúi đầu nhận sai đi, tôi sẽ thu hơi lạnh lại cho. Nếu cứ cố chấp không chịu tỉnh ngộ như thế thì chỉ một lát nữa thôi, tôi cũng không thể hô tay lại nổi đâu. Cố Ngôn Châu không dám thở mạnh, ông ta rất hy vọng Lý Dục Thần có thể rơi vào hiểm cảnh lại lội ngược dòng trở lại nhưng xem ra là không thể rồi. Vừa rồi chỉ vài kiếm khí băng giá lác đác thôi đã làm ông ta cảm thấy tông sư đáng sợ như vậy, trong khi thứ ông ta phải đối mặt chẳng bằng một phần vạn so với Lý Dục Thần. Thế nào, không nói gì à, có vẻ như Hoàng Tổ Hùng hơi thất vọng, không kiên trì được nữa thì từ bỏ đi. Ông cũng chỉ có thế thôi à, Lý Dục Thần đột nhiên mở miệng, thật là làm người ta thất vọng. Cậu, Hoàng Tổ Hùng lắp bắp kinh hãi, hừ, vậy tôi sẽ cho cậu nếm thử sự lợi hại của chân khí hàn băng chân chính. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên thu hồi một chưởng trước mặt lại, sau đó mở hai tay ra, hít sâu một hơi. Độ ấm không gian xung quanh chợt giảm xuống một chút, thế mà còn có những bông tuyết bay trên bầu trời quảng trường. Trong trời đất như có khí lạnh ngưng tụ, biến thành sát khí bén nhọn. Vô số bông tuyết tinh khiết ngưng tụ thành một thanh kiếm hàn băng ở trên đỉnh đầu Hoàng Tổ Hùng. Hoàng Tổ Hùng nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, mặc dù không phát ra âm thanh, nhưng Cố Ngôn Châu lại giống như nghe được một chữ giết. Âm thanh này quanh quẩn ở trong đầu ông ta. Tiếp theo một kiếm khí hàn băng vô cùng cường đại cùng với sát ý bén nhọn khó có thể hình dung lao ầm ầm về hướng Lý Dục Thần. Cố Ngôn Châu không có cách nào hình dung ra một kiếm này. Mặc dù kiếm là vô hình, nhưng kiếm khí này lại ẩn chứa lực lượng ông ta chưa bao giờ được thấy trong đời. Nếu là ông ta phải đối mặt với một kiếm như vậy, không nói đến việc đối kháng hay là né tránh, chỉ với sát khí mà kiếm khí kia phát ra đã đủ để khiến ông ta sợ vỡ mật, hồn phi phách tán rồi. Những nơi kiếm khí đi qua, không gian giống như cũng bị xé rách. Kiếm đến trước mặt Lý Dục Thần, lại bị Lý Dục Thần nhẹ nhàng nâng tay lên, dùng một đốt ngón tay đỡ lấy mũi kiếm đối diện. Kiếm kia liền đứng ở không trung, không thể nhúc nhích tí nào nữa. Không gian dường như đang vặn vẹo. Khuôn mặt của Hoàng Tổ Hùng cũng đang vặn vẹo. Bông tuyết bay xuống giống như bị cái gì đó ngăn cản, dừng lại ở giữa không trung, không thể rơi xuống đất được nữa. Sau đó chậm rãi ngưng tụ ra hình dạng một thanh kiếm. Trên kiếm khí bám đầy tuyết. Trong đôi mắt của Hoàng Tổ Hùng dần dần lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được. Mà Lý Dục Thần vẫn có vẻ bình tĩnh như trước, giống như mãi mãi cũng không thay đổi vậy. Chỉ như vậy thôi sao? Lý Dục Thần lắc đầu, dường như có chút thất vọng. Tiếp theo, anh khẽ đẩy đầu ngón tay về phía trước. Thanh kiếm bám đầy tuyết kia liền biến hình, vặn vẹo. Âm một tiếng. Kiếm khí nứt ra, tất cả những bông tuyết đều hóa thành xương trắng. Xương trắng dày đặc bao trùm cả quảng trường, che kín tầm mắt mọi người, ai cũng nhìn không thấy ai. Đợi đến khi xương trắng chậm rãi tản đi, quảng trường lại khôi phục yên tĩnh như ban đầu. Cố Ngôn Châu thấy vị trí mà Hoàng Tổ Hùng đứng dường như đã cách xa vài bước, mà trên mặt ông ta cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, khóe miệng còn dính máu tươi. Tôi thoát! Hoàng Tổ Hùng đứng thật lâu, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Trong giọng nói của ông ta mang theo vài phần nản lòng. Không ngờ Hoàng Tổ Hùng tôi bế quan vài năm, cứ nghĩ đến sau khi xuất qua sẽ có thành tựu võ đạo không ai bì được, nhưng không ngờ ngay cả một người trẻ tuổi mà tôi còn không bằng. Còn muốn cùng đàm phán buôn bán trên biển với đảo Cửu Long nữa, đúng là quá buồn cười. Ông ta ôm quyền với Lý Dục Thần. Cậu Lý, vừa rồi là tôi mạo phạm, sống chết có số, cậu cứ việc lấy mạng tôi đi. Chỉ cần cho tôi được chết thanh thản. Giữ lại chút mặt mũi cho tôi là được. Không phải tôi thích giữ thể mà là muốn giữ một chút tôn nghiêm cho tên tuổi tông sư võ đạc. Nói xong, ông ta liền nhắm mắt lại, hiên ngang mà đứng, trên nét mặt tuyệt vọng còn giữ một vẻ ngạo nghễ. Lý Dục Thần lắc đầu nói, không cần như thế, ông cũng không phải kẻ có tội ác tày trời, vừa rồi ông cũng không có sát ý với tôi giết ông làm gì. Hoàng Tổ Hùng mở to mắt, dường như có chút ngoài ý muốn. Nói, nhưng vừa rồi tôi đã dùng hàn băng chân khí, cũng là một kỹ năng để giết người. Lý Dục Thần nói nghệ võ đạo là phụ thuộc vào, người sử dụng, nếu dùng để sống thì sẽ sống, dùng để chết thì sẽ chết. Lựa chọn sống hay chết đều do một suy nghĩ mà thôi. Hoàng Tổ Hùng giật mình, sửng sốt nói, hổ thẹn,
tôi luyện võ cả đời, sống gần trăm năm còn không hiểu thông thấu bằng một người trẻ tuổi. Cậu Lý tuổi còn trẻ mà đã có thể vượt qua tông sư võ đạo, bước vào tiên thiên, phong thái thần tiên này đúng là khiến tại hạ bội phục. Nếu cậu đã không giết tôi có một yêu cầu quá đáng, mong cậu sẽ đồng ý. Cái gì? Lý Dục Thần hỏi. Tôi muốn bái cậu làm sư phụ, Hoàng Tổ Hùng thành khẩn nói. Cố Ngôn Châu ở bên cạnh nghi ngờ không biết có phải mình đã nghe lầm hay không. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Hoàng Tổ Hùng, tông sư một thế hệ nhà họ Hoàng ở Thân Châu, vừa rồi còn đằng đằng sát khí, đột nhiên lại muốn bái cậu Lý làm sư phụ. Đây là tình tiết gì vậy? Ngoại trừ khiếp sợ, Cố Ngôn Châu lại có chút hối hận, sao mình lại không nghĩ đến việc bái sư chứ? Hoàng Tổ Hùng này đúng là nhanh trí thật, khó trách lên được tông sư. Hoàng Tổ Hùng muốn bái sư, đương nhiên Lý Dục Thần sẽ không đồng ý. Cho dù có bái sư thì căn cơ của tôi và ông cũng không phải cùng một con đường. Ông có thể hạ thấp mình đã rất hiếm có rồi, nếu sau này muốn tỉ thí có thể tới tìm tôi, Lý Dục Thần nói. Hoàng Tổ Hùng vô cùng mừng rỡ. Ông ta cũng biết đề nghị bái sư có chút liều lĩnh, nhưng cơ hội như vậy. Đặt ở trước mắt, làm sao ông ta có thể buông tha được? Người tập võ tới cảnh giới tông sư, người khác đều hâm mộ, chỉ có chính mình biết rõ trong lòng mình bàng hoàng như thế nào, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì mình đã đi tới cuối con đường võ đạo, phía trước là cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Đời người không sợ chịu khổ, không sợ bị đánh ngã, chỉ sợ không có phương hướng, không biết nên chạy đi đâu. Trước khi trở thành tông sư vẫn còn có hy vọng, chỉ khi nào thành tông sư, ngược lại sẽ rơi vào tuyệt vọng. Tuy rằng cũng có tu võ hồn, có thể vào được cảnh giới tiên thiên, nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết, không có một quyển sách nào viết làm như thế nào để tu võ hồn, không có vị tiền bối nào nói cho mình biết cái gì là tiên thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một khi đi tới cuối con đường cũng chỉ nhìn thấy được tử vong, cho dù võ công có cao tới đâu, kết cục cũng sẽ bình thường như hàng ngàn hàng vạn người khác, đều sẽ đi về hướng cái chết, người khác sẽ không thể nào hiểu được loại tuyệt vọng này đâu. Mà bây giờ, một người vượt xa tông sư đang tồn tại ngay trước mắt. Hoàng Tổ Hùng không biết Lý Dục Thần là cảnh giới gì, nhưng chắc chắn là ở phía trên tông sư. Hơn nữa anh còn trẻ tuổi như vậy. Hoàng Tổ Hùng chợt thấy trước mắt rộng mở trong sáng, ở độ tuổi này của ông ta. Cho dù là cảm giác thất bại do luận võ thua cuộc cũng không thể dấy lên hy vọng mãnh liệt một lần nữa. Lý Dục Thần không nhận ông ta làm đồ đệ, đây là điều ông ta đã đoán trước, ông ta chỉ muốn thử một lần, không muốn từ bỏ cơ hội như vậy. Nghe Lý Dục Thần nói có thể luận bàn, trong lòng Hoàng Tổ Hùng cũng rất hưng phấn, vô cùng thỏa mãn. Trong lòng ông ta nhảy nhót giống như một đứa trẻ, đã lâu rồi ông ta không có loại cảm giác này. Cảm ơn cậu Lý. Hoàng Tổ Hùng kích động nói, cậu Lý cần tôi làm cái gì, cứ việc mở miệng, chỉ cần một câu của cậu, Hoàng Tổ Hùng tôi, còn có nhà họ Hoàng ở Thân Châu đều sẽ sẵn sàng làm việc. Lý Dục Thần bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, vừa rồi ông nhắc đến đảo Cửu Long là chuyện gì? À, là thế này, đảo Cửu Long nằm lẻ loi ở ngoài biển Hoa Đông, rất có sức ảnh hưởng đến việc buôn bán trên biểu, tàu thuyền lui tới có cả hai đảo Hắc Bạch, nhưng tất cả đều phải nể mặt đảo Cửu Long. Nhà họ Trần là bá chủ ở bến tàu Thân Châu, có vài con đường vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không qua biển, từ trước. Đến nay nước giếng không phạm nước sông với đảo Cửu Long, nhưng bây giờ không biết như thế nào mà hai bên lại nổi lên xung đột. Nhà họ Trần muốn mời tôi ra mặt tiến hành đàm phán với đảo Cửu Long. Lý Dục Thần không có hứng thú với chuyện buôn bán, nhưng thật ra chị Mai đã trộm thứ gì đó của đảo Cửu Long, để Liễu Kim Sinh phải gánh trách nhiệm. Chung quy lại cũng phải giải quyết chuyện này, anh liền hỏi. Nhà họ Trần muốn làm chuyện gì sao? Đảo Cửu Long có nhân vật gì lợi hại à? Hoàng Tổ Hùng nói, đảo Cửu Long từ xưa đã là nơi do hải tặc trên biển chiếm cứ, dân cư trên đảo đều biết võ, vô cùng hung hãn. Bây giờ trên đảo có ba người đứng đầu, lần lượt là Lục Kính Sơn, Kỷ Nhiễm Lai và Chữ Phượng Toàn. Ba người này đều là cao thủ võ đạo, đặc biệt trong đó Lục Kính Sơn có tu vi cao nhất. Đảo Cửu Long và nhà họ Liễu thành phố Dũng vẫn luôn bất hòa, Lục Kính Sơn và Liễu Kim Sinh đã từng đánh một trận ở biển Hoa Đông, hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, chẳng phân biệt được cao thấp. Về phần Kỷ Nhiễm Lai và Chữ Phượng Toàn, nghe nói vũ lực cũng không thua kém gì Lục Kính Sơn. Ba tông sư, Lý Dục Thần có chút kinh ngạc, năm đó chị Mai có thể trộm được thứ kia ở đảo Cửu Long, đúng là mạng lớn.
Kỷ Nhiễm Lai và chữ Phượng Toàn có phải tông sư hay không thì cũng không dễ kết luận, nhưng chắc chắn Lục Kính Sơn là tông sư, Hoàng Tổ Hùng nói. Lý Dục Thần cúi đầu châm tư, chắc chắn phải giải quyết được chuyện của chị Mai, thứ trộm được ở đảo Cửu Long là một viên yêu đan của nhân ngư, chị Mai lại coi như trân châu dùng để trang điểm, cũng thật sự là không giống ai. Chị Mai không biết yêu đan, người của đảo Cửu Long lại không thể không biết. Đã đánh mất yêu đan, chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chắc hẳn trận chiến giữa Lục Kính Sơn và Liễu Kim Sinh cũng chính là vì điều này. Lý Dục Thần đang lo lắng không biết phải giúp chị Mai giải quyết chuyện này như thế nào. Đã sắp đến đại hội võ lâm, chắc chắn chị Mai sẽ không muốn trở lại bên cạnh Liễu Kim Sinh, mà Liễu Kim Sinh không chịu gánh trách nhiệm này. Một khi sự thật được công bố, chắc chắn người của đảo Cửu Long sẽ đi tìm chị Mai tính sổ. Cho dù chị Mai giao yêu đan ra, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Hoàng Tổ Hùng thấy Lý Dục Thần không nói lời nào, còn tưởng rằng trong lòng anh mất hứng, liền tiếp tục nói, cậu Lý yên tâm, tôi sẽ không xen vào chuyện nhà họ Trần nữa. Lý Dục Thần biết ông ta hiểu lầm, cũng lười giải thích, chỉ nói, ông có xen vào hay không là quyền của ông, không liên quan gì đến tôi cả. Hoàng Tổ Hùng sửng sốt, cũng không biết Lý Dục Thần có ý gì, đây là muốn ông ta xen vào hay là mặc kệ đây. Nhưng ông ta cũng không dám hỏi nhiều, sợ mình nói sai khiến Lý Dục Thần mất hứng, vất vả lắm mới gặp. Được người thật tốt, nếu để cậu ấy chạy mất, về sau biết đi đâu tìm người để hỏi về con đường tiên thiên đây. Cậu Lý, Hoàng Tổ Hùng thử thăm dò, về sau tôi nên đi tìm cậu như thế nào? Chúng ta, kết bạn WeChat đi. Cố Ngôn Châu bên cạnh suýt nữa bật cười thành tiếng. Đây chính là tông sư đó. Trước đêm nay, tông sư ở trong lòng ông ta là một tồn tại cao cao tại thượng. Ví dụ như lão gia chủ Cố Thanh Sơn của nhà họ Cố ở Tân Môn, ở trong nhà còn được tôn sùng như thần linh. Nhưng vị tông sư trước mắt này lại nói chuyện vô cùng dè dặt trước mặt cậu Lý trẻ tuổi, giống như một học sinh tiểu học vậy. Tông sư mời người ta kết bạn WeChat, nếu chuyện này truyền đi, có người nào trong võ đạo thiên hạ sẽ tin chứ? Nhưng sự thật lại đang xảy ra trước mắt, khiến Cố Ngôn Châu không thể không tin. Lại nhìn về hướng Lý Dục Thần, trong mắt Cố Ngôn Châu tràn ngập ánh sáng sùng bái. Ông ta bỗng nhiên cảm thấy mình may mắn cỡ nào, vậy mà lại gặp được một nhân vật như thần tiên trong trường đấu chó ở thành phố Hòa. Ông ta cũng được hưởng vận may từ Trần Văn Học, đương nhiên cũng bởi vì hành động của mình không tệ, không trông mặt mà bắt hình dong. Cuối cùng bây giờ mới có hồi báo, chiếm được bát quái du hồn chân quyết mà tổ tiên để lại. Lý Dục Thần nhìn thấy dáng vẻ này của Hoàng Tổ Hùng, không khỏi mỉm cười cười, nói, có thể kết bạn, WeChat, có việc gì ông cũng có thể đến thành phố Hòa tìm tôi. Nhưng tôi vẫn giữ câu nói kia, chỉ luận bàn, không truyền đạo. Hoàng Tổ Hùng vội vàng gật đầu, vâng, tôi hiểu rồi. Nói xong lập tức lấy di động ra mở mã quét WeChat, cậu Lý, quét tôi. Thái độ e dè giống như một học sinh hư gặp được. Thầy hiệu trưởng trên hành lang trường học vậy. Trần Định Bang và Hoàng Duy Long đang ngồi trong thư phòng uống trà, vừa trò chuyện về chuyện hai nhà hợp tác. Bởi vì Hoàng Tổ Hùng ra mặt, hai nhà Trần Hoàng hợp tác đã là chuyện ván đã đóng thuyền, còn chặt chẽ hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Chuyện này cũng coi như trong cái rủi có cái may, đều là chuyện tốt đối với hai nhà. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là hôn sự của Trần Văn Học và Hoàng Giai Tuệ xem ra là đã thất bại. Vừa nghĩ đến Trần Văn Học, Trần Định Bang liền cảm thấy phiền muộn. Ông ta rất thích con trai út của mình, mặc dù có chút bất cần đời, nhưng trong xương có kiêu ngạo và thông minh, làm cho Trần Định Bang giống như thấy được chính mình trước đây vậy. Mặt khác, ông ta cũng cảm thấy mình đã để mẹ của Trần Văn Học La Bội Giao phải chịu thua thiệt, cho nên mới đặc biệt muốn bồi thường cho hai mẹ con bọn họ. Đương nhiên cũng là vì yêu ai yêu cả đường đi, ông ta mới thân thiết với Trần Văn Học. Hơn một chút, dưới sự so sánh, con lớn Trần Chí Hổ từ nhỏ đã được giáo dục tốt nhất, lại ngu ngốc đến mức không giống con ruột của ông ta. Mà quan trọng nhất là bản tính đứa nhỏ này đã vô cùng keo kiệt bủn xỉn, phẩm chất như vậy sẽ khó có thể kế thừa nghiệp lớn của gia tộc. Cho nên trong lòng Trần Định Bang đã nhận định người nối nghiệp gia tộc chính là Trần Văn Học mà không phải Trần Chí Hổ. Nhưng những trưởng bối trong gia tộc lại không nghĩ như vậy. Bọn họ không quan tâm đến việc người thừa kế gia chủ có thông minh hay không, bọn họ chỉ quan tâm đến ích lợi. Ở trong mắt bọn họ, kiếm một con chó đến cũng có thể để làm gia chủ, chỉ cần bên trong gia tộc vẫn vận chuyển bình thường là được. Trần Văn Học là con ngoài giá thú, nhà ngoại của mẹ anh ta nhà họ La đã bị tiêu diệt hết,
chọn anh ta làm gia chủ, ở trong mắt những người kia là hoàn toàn không có lợi ích gì cho tương lai của gia tộc. Mà nhà mẹ đẻ của Phan Phượng Anh, mẹ của Trần Chí Hổ, nhà họ Phan là gia tộc lớn ở Giang Đông, gia chủ Phan Phượng Niên là anh trai của Phan Phượng Anh, cũng chính là cậu ruột của Trần Chí Hổ, là một trong ngũ hổ của Giang Đông, mệnh danh là Xấu Hổ, nổi tiếng giống mãnh hổ Cô Tô Từ Thông vậy. Nhà họ Phan có thế lực rất lớn, bằng không Trần Định Bang cũng sẽ không dứt khoát bỏ qua La Bội Giao mà nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối trong gia tộc. Kết hôn với Phan Phượng Anh. Nếu muốn nâng đỡ Trần Văn Học làm người nối nghiệp, nhất định phải tìm một chỗ dựa vững chắc cho anh ta. Trần Định Bang chuẩn bị rất lâu, cuối cùng mới tìm được nhà họ Hoàng. Thật ra cuộc hôn nhân này cũng không dễ dàng, phải thuyết phục nhà họ Hoàng, còn phải thuyết phục đám trưởng bối trong gia tộc nữa. Thuyết phục nhà họ Hoàng sẽ cho ra đủ nhiều ích lợi. Nếu có càng nhiều ích lợi, người trong tộc sẽ không thể phản đối được. Cho nên lần này Trần Định Bang phải tạo ra cơ hội xung đột với đảo Cửu Long, mới thu phục được cả hai bên. Nhưng ông ta lại cố tình xem nhẹ một vấn đề, nhà họ Hoàng và nhà họ La có mối thù truyền kiếp. Mà Trần Văn Học lại là người có tính tình quật cường, thật ra điểm này cũng rất giống Trần Định Bang khi còn trẻ. Trần Định Bang cũng không biết nên vui vẻ hay nên tức giận nữa. Nhưng ông ta cũng không thay đổi ý định, ông ta cảm thấy La Bội Giao có thể nghĩ thông suốt chuyện này nặng nhẹ như thế nào. Nhà họ La đã không còn tồn tại, còn có cái gì quan trọng hơn tương lai của Trần Văn Học đâu. Nếu ngay cả điểm ấy mà La Bội Giao còn không hiểu rõ, sẽ không phải là La Bội Giao mà Trần Định Bang từng thích. Trần Định Bang cảm thấy nên lấy uy nghiêm của người làm bố để buộc Trần Văn Học hoàn thành cuộc hôn nhân này, mọi chuyện sẽ hoàn toàn may mắn. Nhưng ông ta vẫn xem nhẹ quyết tâm của Trần Văn Học, càng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một kẻ tên là Lý Dục Thần. Bây giờ cuộc hôn nhân giữa hai nhà Trần Hoàng đã bị phá hủy, con lớn Trần Chí Hổ còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trần Chí Hổ có ngu ngốc đến thế nào đi nữa thì cũng là con của ông ta không có khả năng mặc kệ. Cũng may Hoàng Tổ Hùng đã đồng ý ra mặt, Hoàng gia chủ, ông xem, hôn nhân của hai đứa ở trước mặt Hoàng Duy Long, Trần Định Bang còn muốn cứu vãn một chút. Đương nhiên Hoàng Duy Long hiểu được ý của Trần Định Bang, cười khổ lắc đầu nói, Trần gia chủ, chuyện này chỉ sợ không phải chỉ có mỗi ông và tôi muốn là có thể quyết định được. Người trẻ tuổi bây giờ đều có chủ kiến độc lập của chính mình, không phải ở thời đại của chúng ta, đặt tất cả lợi ích của gia tộc lên đầu, vì gia tộc có thể hy sinh mọi chuyện cá nhân nữa. Trần Định Bang thở dài, đúng vậy, bọn họ đâu thèm quan tâm đến những chuyện đó, không gây thêm phiền toái cho mình đã không tệ rồi. Không có biện pháp nào cả, thời đại thay đổi, Hoàng Duy Long nói. Hai người đang cảm thán, Phan Phượng Anh lại đột nhiên vọt vào, kêu to, Định Bang, Chí Hổ nó. Hình như nó không ổn rồi. Trần Định Bang lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng dậy nhìn bà ta. Hoàng Duy Long cũng đi theo. Trần Chí Hổ ở trong phòng, lăn từ trên giường xuống. Đất, cả người co giật, khóe miệng trào bọt mép, đau đớn rên rỉ phun cả nước bọt ra. Phan Phượng Anh sốt ruột đến mức chảy nước mắt. Trong lòng Trần Định Bang cũng sốt ruột, nhưng ông A cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể an ủi, phu nhân, hẳn là không có việc gì, chờ một chút đi. Lúc này, người hầu đến báo lại, nói Hoàng Lão Tông Sư đã trở về. Trần Định Bang mừng rỡ, đi, theo tôi đi nghênh đón. Sau đó ông ta và Hoàng Duy Long vội vã đi ra ngoài. Phan Phượng Anh nhìn con trai một cái, cũng đi theo ra ngoài. Tới phòng khách, thấy Hoàng Tổ Hùng, Phan Phượng Anh cũng không thèm quan tâm đến lễ nghi, sốt ruột hỏi han, thế nào? Hoàng Lão Tông Sư, con tôi được cứu rồi sao? Hoàng Tổ Hùng nhìn bà ta một cái, sau đó nhìn về phía Trần Định Bang, nói, Trần gia chủ, xin lỗi, về sau tôi sẽ không xen vào chuyện nhà họ Trần nữa. Ông ta nói xong câu đó, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Vì cái gì, Phan Phượng Anh không nhịn được hét lớn. Trần Định Bang và Hoàng Duy Long vẫn duy trì trầm mặc, trong lòng lại tràn ngập khiếp sợ. Tuy rằng chưa nói, nhưng bọn hắn đã đoán được nguyên nhân. Hoàng Tổ Hùng nói mặc kệ, vậy chỉ có một khả năng, ông ta đã thua Lý Dục Thần. Nhưng sao có thể, đây là nghi vấn trong lòng Trần Định Bang và Hoàng Duy Long. Hoàng Tổ Hùng thở dài một hơi, nói với Hoàng Duy Long, chúng ta đi thôi. Hoàng Duy Long không nói gì. Chỉ chắp tay tỏ ý xin lỗi với Trần Định Bang, sau đó yên lặng đi theo Hoàng Tổ Hùng. Nhìn thấy bọn họ rời khỏi nhà họ Trần, trong lòng Trần Định Bang vô cùng phức tạp.
Mà Phan Phượng Anh lại kêu to lên giống như nổi điên, Hoàng Duy Long, ông là tên khốn nạn. Vừa rồi không phải đã vỗ ngực nói chắc chắn sao, làm sao lại như rùa đen rút đầu. Bà ta còn chưa nói xong, đã bị Trần Định Bang tát một cái thật mạnh. Bà điên rồi, Trần Định Bang cả giận nói, chưa bao giờ nghe thấy câu không thể sỉ nhục tông sư sao. Trần Định Bang sợ thật, nhỡ may Hoàng Tổ Hùng tức giận, chỉ cần quay đầu lại vung tay lên một cái đã có thể đập chết mình rồi. Dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị, nhà họ Trần căn bản không có khả năng chống đỡ được sự trừng phạt của một tông sư. Phải, tôi điên rồi, Phan Phượng Anh bụng mặt, con trai sắp đau đến chết. Ông xem ông mời được người nào kia, tông sư chó má gì, ông ta đến để cứu người sao, rõ ràng là tới đùa giỡn chúng ta. Bà ta nhìn Trần Định Bang, tôi hiểu rồi, trong lòng ông đang rất vui vẻ đúng không? Có thể đón hồ ly tinh kia đến nhà họ Trần. Đây là kế hoạch ông đã chuẩn bị từ trước đúng không? Bà đang nói cái gì, Trần Định Bang cả giận nói. Tôi nói cái gì ông không rõ sao? Điều kiện mà La Bội Giao đưa ra, muốn cứu mạng Chí Hổ thì phải lấy ra 100 triệu, hoặc là dùng kiệu lớn 8 người nâng đón bà ta vào nhà họ Trần một cách quang vinh, còn phải tuyên bố trước mặt mọi người Trần Văn Học là người nối nghiệp gia chủ. Ông nói đi, đây có phải là kế hoạch của ông hay không? Ông đã sớm muốn đưa Hồ Ly Tỉnh đến đây. Điều đó không có khả năng, Trần Định Bang phẫn nộ nói, Giao không phải là người như thế, bà ấy tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Hừ, đây là chính mồm tên họ Lý nói với tôi, không phải La Bội Giao, tên họ Lý sẽ nghĩ ra loại điều kiện này ư, Phan Phượng Anh phẫn nộ nói, ông đừng cho là tôi không biết, nhà họ Hoàng đưa ra nhiều điều kiện về hôn sự như vậy, đơn giản là muốn trải đường cho Trần Văn Học thôi. Chúng tôi đều không phải kẻ ngốc, vì sao chí Hổ lại phải đi ngăn cản cuộc hôn nhân này, còn không phải là tự cứu ư. Nó không tự cứu, sớm muộn gì cũng sẽ bị Trần Văn Học và hồ ly tinh kia của ông hại chết. Đủ rồi, Trần Định Bang rốt cuộc không chịu nổi, nếu bà còn nói hưu nói vượn nữa thì mau cút cho tôi. Ha, rốt cuộc đã nói ra lời trong lòng chứ gì. Ông đã sớm muốn đuổi tôi đi đúng hay không? Phan Phượng Anh cười lạnh nói, được, tôi đi. Nhà họ Trần không có bản lĩnh cứu con tôi. Tôi sẽ quay về nhà họ Phan. Tôi đi tìm anh trai tôi, chúng tôi sẽ đến Mao Sơn tìm thần tiên. Chờ tôi tìm người trừng trị tên họ Lý kia, sẽ lại giải quyết hồ ly tinh và nghiệt chủng kia xô. Long Thành Giang Đông, đại viện nhà họ Phan. Phan Phượng Niên long hành hổ bộ đạp lên ánh nắng sáng sớm đi trên con đường rộng lớn, đi song song với ông ta còn có một vị đạo sĩ. Ở phía sau bọn họ là một hàng đội ngũ thật dài. Người trong đội ngũ đang cầm đủ thứ kỳ quái, có người bê hộp gỗ đựng đầu heo, có người cầm khay, mâm đựng đầy bánh mật, có người cầm giỏ, có người cầm chổi, có người cầm cờ, lại có người khiêng khúc gỗ. Bắt mắt nhất hẳn là chính giữa đội ngũ, bốn người đang nâng một cái kiệu, trên kiệu đặt một cái cây dụng tiền lớn. Cành cây được làm vàng, lá cây là những tờ tiền 100 đồng. Đoàn người lặng lẽ không một tiếng động đi vào sân. Vừa lúc ánh sáng rạng đông đầu tiên của sáng sớm chiếu vào một cái cây dụng tiền kia, tỏa ra ánh sáng đỏ au. Phan Phượng Niên cười ha ha, nói, Lưu đạo trưởng, lần này phải cảm ơn ông. Một khi hoàn thành bố cục phong thủy này, năm nay tài vận của nhà họ Phan tôi chắc chắn sẽ càng vượng. Đạo sĩ bên cạnh mỉm cười, Phan gia chủ yên tâm, một khi hoàn thành bố cục này, tất cả vận thế ở Long Thành đều sẽ tụ tập về nhà họ Phan. Ngũ hổ Giang Đông chắc chắn cũng sẽ tôn Phan gia chủ làm người đứng đầu. Lưu đạo trưởng, tôi còn muốn mời ông tạo bố cục nữa, Phan Phượng Niên nói. Lưu đạo sĩ khẽ nhíu mày, nói, Phan gia chủ, vận mệnh phong thủy phải thuận thế mà làm, không thể cưỡng ép làm được. Bố cục hôm nay cũng phải mất rất nhiều năm mới có thể hoàn thành, nếu làm lại. Phan Phượng Niên cười nói, tôi không vì gia vận, mà là vì một người. Sao ồ, người nào? Ông đã bao giờ nghe nói về Lang Dụ Văn năm đó chưa? Lang Dụ Văn, Lưu đạo sĩ ngẫm nghĩ, nói có phải là Lang Dụ Văn đã từng là người giàu số 1 ở Giang Đông không? Chính là cậu ta. Tôi cũng biết một chút, lúc anh ta còn giàu có đã từng quyên tặng một số tiền lớn cho Vạn Phúc Cung chúng tôi, vì thế sư huynh tôi còn tiếp kiến anh ta. Nghe, nói người này làm giàu rất nhanh, sau đó cũng xuống dốc rất nhanh, có thể nói là thịnh vượng đến nhanh mà sụp đổ đến cũng nhanh. Lưu Mạnh Vũ là đạo sĩ của Vạn Phúc Cung ở Mao Sơn, bây giờ trụ trì của Vạn Phúc Cung là cổ thủ Mặc đạo trưởng, chính là sư huynh của ông ta. Năm đó,
Chuyện cổ thủ Mặc tiếp kiến Lang Dụ Văn, ông ta còn nhớ rõ. Ông ta cũng có ấn tượng không tệ với Lang Dụ Văn, đương nhiên cũng có thể là vì người ta quyên tiền nhiều. Đạo trưởng có biết vì sao anh ta lại thất bại không? Tôi cũng không biết chuyện này. Người sơn dã như chúng tôi sẽ không quan tâm đến hưng vong của thế gian. Phan Phượng Niên nói, người này quá mức cuồng vọng, không thèm để các gia tộc lớn ở Giang Đông vào mắt, đắc tội rất nhiều lần. Cuối cùng bị tám thế gia lớn bắt tay chèn ép, mới suy bại gần như chỉ trong một đêm. Ban đầu Lưu Mạnh Vũ không rõ vì sao Phan Phượng Niên lại nhắc đến chuyện này với ông ta, nhưng vừa suy nghĩ đã hiểu được, bèn cười nói, xem ra Phan gia chủ chính là một trong tám thế gia lớn năm đó. Phan Phượng Niên bật cười, nói, không sai, năm đó tám thế gia lớn mặc dù tôn nhà họ Trương ở Kim Lăng làm chủ, nhưng nhà họ Phan tôi mới là nơi chân chính sâu chuỗi tám nhà lại với nhau. Kế hoạch tiêu diệt Lang Dụ Văn cũng là do nhà họ Phan tôi dốc hết sức tính toán. Lưu Mạnh Vũ hoàn toàn hiểu được, hơi nhíu mày, hỏi, đây đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, vừa rồi Phan gia chủ nói phải chuyện lớn, hay là... Phan Phượng Niên nói, năm đó có thể thuận lợi làm cho Lang Dụ Văn phá sản, cũng là do có cao nhân chỉ điểm, vị cao nhân này bây giờ đang ở Vạn Chữ Cung. Lưu Mạnh Vũ kinh hãi nói, chẳng lẽ là Định Nhất Sư Thúc? Đúng thế, Phan Phượng Niên nói, năm đó chúng tôi mời Nguyên Định Nhất Đạo Trưởng tới tạo ra đại cục phong thủy, mới hoàn toàn cứu lại vận mệnh buôn bán cho Giang Đông, để Lang Dụ Văn phá sản chỉ trong một đêm. Nhưng mà Nguyên Đạo Trưởng đã bế quan, mấy ngày hôm trước tôi đến Vạn Chữ Cung muốn mời ông ấy rời núi, lại không thể nhìn thấy ông ấy. Lưu Mạnh Vũ nói, không nghĩ tới là Định Nhất Sư Thúc lập ra, khó trách nhà giàu số một Giang Đông cũng có thể suy bại chỉ trong một đêm. Nhưng mà Phan gia chủ, Lang Dụ Văn đã bị đánh bại, bao nhiêu năm đã qua, sao bây giờ ông lại muốn lập bố cục lại? Phan Phượng Niên nói, sau khi Lang Dụ Văn phá sản liền đến Thân Châu, dựa vào nhà họ Trần che chở, sống cầu thả qua ngày. Trùng hợp là gia chủ nhà họ Trần lại là em rể của tôi. Cho nên anh ta ở nhà họ Trần từ trước đến nay cũng không được tốt lắm. Vốn dĩ nếu anh ta ngoan ngoãn sống nốt nửa đời sau, tôi cũng sẽ không để ý tới anh ta nữa. Chỉ là gần đây, anh A đột nhiên đi Nam Giang, cũng không biết được ai đứng sau lưng duy trì, thế mà lại muốn đến đây làm một vụ buôn bán lớn, còn dẫn theo một đội ngũ hô mưa gọi gió ở Nam Giang. Bên phía Nam Giang, thế lực ở Giang Đông của chúng tôi không tiện trực tiếp nhúng tay, cho nên tôi mới muốn mời Lưu Đạo Trưởng tạo cục. Lưu Mạnh Vũ không khỏi có chút khó hiểu, Lang Dụ Văn đã yên lặng nhiều như vậy năm, lần này mới chỉ bắt đầu lại từ đầu ở Nam Giang, lại không ảnh hưởng đến Giang Đông, sao Phan Phượng Niên lại phải tận giết tuyệt chứ? Phan Phượng Niên dường như nhìn ra suy nghĩ của Lưu Mạnh Vũ, khẽ hừ một tiếng, tôi rất hiểu biết Lang Dụ Văn, người này có dã tâm rất lớn, nếu không phải nắm chắc có thể vùng lên, anh ta sẽ không dễ dàng gây dựng sự nghiệp lần thứ hai. Anh ta hận thế gia ở Giang Đông thấu xương. Nếu để anh A vùng lên, chắc chắn sẽ trả thù chúng tôi. Nói thật, tôi còn khá kiêng kỵ năng lực trong việc buôn bán của anh ta. Hơn nữa lần này, không biết sau lưng anh ta là người nào. Lực lượng tám thế gia lớn ở Giang Đông bắt tay, ai dám trêu chọc. Ngay cả Trần Định Bang ở Thân Châu cũng chỉ dám thu lưu Lang Dụ Văn, không dám thật sự giúp đỡ anh ta. Lúc này lại có người dám ngang nhiên làm chỗ dựa cho anh ta, tôi tra đến tra đi, cũng không tra ra là ai. Mục đích của người đứng phía sau này khiến tôi không thể yên giấc được. Lưu Đạo Trưởng, tôi nhờ ông hỗ trợ, thật ra cũng là giúp Mao Sơn. Năm đó Nguyên Định Nhất Đạo Trưởng tạo cục, nếu để Lang Dụ Văn biết, đợi anh ta vùng lên lại, chẳng những sẽ trả thù thế gia Giang Đông chúng tôi, mà nhất định cũng sẽ trả thù Mao Sơn. Lưu Mạnh Vũ có chút ngạc nhiên, điểm trùng hợp này rõ ràng có chút gượng ép. Ông ta cười nói, Mao Sơn cũng không sợ người khác trả thù. Phan Phượng Niên cười lạnh nói, Lưu Đạo Trưởng pháp lực cao cường, đương nhiên không sợ. Nhưng mà Lang Dụ Văn không phải vũ phu, anh ta cũng sẽ không đánh lên núi, nếu còn anh ta sử dụng dư luận và lực lượng thế tục để tấn công Mao Sơn, phá hủy danh dự của đạo môn các ông sẽ làm thế nào đây? Chẳng lẽ xuống núi, dùng thuật tiêu diệt con anh ta ư? Lưu Mạnh Vũ cảm thấy Phan Phượng Niên nói có lý, hơn nữa cho dù là bởi vì bản thân Lang Dụ Văn, hay là bởi vì quan hệ của Mao Sơn và nhà họ Phan, nếu sư thúc Nguyên Định Nhất năm đó có thể bày cục đối phó với Lang Dụ Văn, mình sẽ không có lý do gì mà không giúp Phan Phượng Niên. Được rồi, Phan gia chủ hy vọng tôi làm như thế nào? Tôi sẽ không làm khó đạo trưởng,
Phan Phượng Niên nói, đạo trưởng chỉ cần làm một bố cục phong thủy giống nguyên định nhất đạo trưởng năm đó, phá hỏng vận thế của Lang Dụ Văn, để anh ta sai sót trong buôn bán, những chuyện còn lại, đạo trưởng không cần quan tâm. Lưu Mạnh Vũ trầm ngâm không nói gì. Phan Phượng Niên mỉm cười nhìn ông ta, nói, tôi nghe nói Mao Sơn có Vạn Phúc Cung cùng Vạn Chữ Cung, còn có một tòa Vạn Thọ Cung vẫn chưa thể tu sửa. Tôi muốn bỏ vốn trùng kiến Vạn Thọ Cung. Ánh mắt Lưu Mạnh Vũ sáng lên, Phan gia chủ nói thật sao? Vạn Thọ Cung không giống tâm thường, việc tu sửa khó hơn những chùa miếu khác rất nhiều, chỉ sợ cần một số tiền rất lớn. Phan Phượng Niên cười nói, tiền không phải vấn đề. Chúng tôi đều tôn trọng truyền thống, tôn sùng tiên đạo, chỉ cần nhà họ Phan còn tồn tại, thế gia giàu có ở Giang Đông còn tồn tại, gom góp tiền quyên góp cũng không khó. Miếu Mao Sơn nhất định có thể tái hiện lại vẻ huy hoàng năm đó. Nhưng nếu để tên lòng muông dạ thú Lang Dụ Văn này độc chiếm Giang Đông, vậy về sau sẽ rất khó khăn. Lưu Mạnh Vũ gật đầu nói, một khi đã như vậy, bần đạo sẽ đi Nam Giang một chuyến. Phan Phượng Niên lộ vẻ mặt mừng rỡ, vậy cảm ơn Lưu đạo trưởng. Ngay sau đó, ông ta lập tức sai người chuẩn bị 10 triệu tiền mặt, đưa đến Vạn Phúc Cung Mao Sơn trước. Sau đó lại nói, đây là tiền thù lao trả cho đạo trưởng. Chỉ phí tu sửa miếu, tôi sẽ đưa thêm 5 triệu nữa, còn lại tôi sẽ ra mặt tìm những thế gia khác ở Giang Đông, nhất định sẽ xây xong Vạn Thọ Cung. Đạo trưởng còn cần cái gì, cứ việc mở miệng. Lưu Mạnh Vũ nói, ông chỉ cần nói cho tôi biết Lang Dụ Văn ở nơi nào, nói dáng vẻ và ngày sinh tháng đẻ của anh ta cho tôi, những thứ khác, bần đạo sẽ tự giải quyết. Phan Phượng Niên làm theo. Lúc này sắc trời đã sáng hẳn, Phan Phượng Niên liền mời Lưu Mạnh Vũ về nhà ăn sáng. Mới ăn được một nửa, Phan Phượng Niên liền nhận được điện thoại của Phan Phượng Anh. Phan Phượng Niên nghe điện thoại, nhíu mày lại thật sâu, cuối cùng trả lời, được, em dẫn Chí Hổ lại đây đi, vừa lúc Lưu đạo trưởng cũng đang ở nhà anh. Lưu Mạnh Vũ hiếu kỳ nói, xảy ra chuyện gì? Phan Phượng Niên nói, cháu ngoại trai của tôi bị người ta hạ tà thuật, cả người đau đớn. Qua một ngày là lại tăng lên gấp bội, nghe nói trong vòng 3 ngày sẽ sống đến chết. May mắn có Lưu đạo trưởng ở đây, nếu không tôi chỉ có thể đưa cháu ngoại trai của tôi đến Mao Sơn thôi. Lưu Mạnh Vũ võ bàn, cả giận nói, xã hội hiện đại mà còn có người dùng tà thuật này nữa. Coi đạo môn tôi không còn ai đúng không? Chương 548. 3 tiếng sau, Phan Phượng Anh đưa Trần Chí Hổ đến nhà họ Phan ở thành phố Long. Lúc này Trần Chí Hổ đau đến không muốn sống, ngay cả thần trí cũng không tỉnh táo, lúc thì mơ hồ, lúc thì lại đau đến thét lên. Ngay cả Phan Phượng Niên nhìn thấy cũng phải cau mày. Anh cả, anh phải cứu Chí Hổ, Phan Phượng Anh khóc lóc nói. Phan Phượng Niên an ủi nói, yên tâm đi, có Lưu đạo trưởng Mao Sơn ở đây, không sao đâu. Phan Phượng Anh nghe nói có đạo sĩ Mao Sơn, liền yên tâm. Tuy bà ta chưa từng gặp Lưu Mạnh Vũ. Nhưng cũng từng nghe nói đến uy danh của Lưu đạo trưởng này, là trưởng môn Mao Sơn hiện tại sư đệ của đạo trưởng Cổ Thủ Mặc, trụ trì Vạn Phúc Cung, thường xuyên xuống núi làm pháp, trừ yêu đuổi ma, từ thành phố Long đến Cô Tô, và cả Kim Lăng đều có uy danh lừng lẫy. Lưu đạo trưởng, xin ông cứu con trai tôi, Phan Phượng Anh cung kính nói. Lưu Mạnh Vũ nói, yên tâm đi, cứu người bị thương, trừ ma đuổi tà là trách nhiệm của chúng tôi. Thủ pháp của kẻ này độc ác bỉ ổi như vậy. Đúng là vô cùng đáng hận. Phan Phượng Anh nói, đúng thế, kẻ này vô cùng bỉ ổi, hạ tà thuật lên người con trai tôi, còn lấy đó uy hiếp, bắt tôi bỏ ra 10 tỷ, nếu không, sẽ cho con trai tôi chết trong đau đớn. Lưu Mạnh Vũ nghe thấy lời này, càng thêm tức giận. 10 tỷ, thật dám mở miệng, ông ta càng tin chắc, người thi triển thuật phát pháp với Trần Chí Hổ là kẻ độc ác không thể tha. Hửi đợi tôi chữa khỏi cho cậu đây, sẽ đến Thân Châu diệt trừ người này. Phan Phượng Anh vui mừng nói, vậy thì cảm ơn Lưu đạo trưởng rồi. Lưu đạo trưởng là thần tiên, diệt trừ kẻ ác này, tạo phúc cho dân, công đức thiên thu vạn đại. Tất cả đều vô dụng, chỉ có nịnh bợ hữu dụng. Lưu Mạnh Vũ nghe mà sung sướng, vô cùng vui vẻ. Liền đến bên cạnh Trần Chí Hổ, ngồi xuống đưa tay bắt mạch cho Trần Chí Hổ. Tay vừa chạm vào mạch, Lưu Mạnh Vũ đã cau mày. Sau đó, ông ta lại đổi tay khác, rồi buông tay khỏi mạch. Sờ đến chân của Trần Chí Hổ, rồi lại sờ bụng. Lưu Mạnh Vũ dường như sờ khắp người Trần Chí Hổ một lượt, nhưng ông ta càng lúc càng cau chặt mày. Vì ông ta phát hiện, thương thích trên người Trần Chí Hổ, nói cách khác là tà thuật, dường như ông ta không có cách nào chữa được.
Ông ta cũng nhận ra, đây không giống như tà thuật gì, tất cả tà thuật nhập vào cơ thể, thì phải có khí âm độc chìm vào kinh mạch. Còn trên người Trần Chí Hổ không tìm được khí âm tà nào. Nhưng đây cũng không giống thủ pháp võ đạo. Thủ pháp võ đạo chú trọng phân cân thác cốt, hoặc là lấy chân khí thay đổi mạch, khiến kinh mạch hỗn loạn. Còn trên người Trần Chí Hổ, xương không lệch, gân không đứt, giữa kinh mạch không có chân khí vận hành ngược. Phân cân thác cốt là những kỹ thuật làm cho xương bị xê dịch, di dịch khỏi vị trí tự nhiên trên cơ thể đối phương. Càng giống như một loại thuật pháp cực kỳ cao cấp. Lưu Mạnh Vũ ngẩn người. Phải làm thế nào đây? Lưu đạo trưởng, thế nào? Phan Phượng Anh cảm thấy sắc mặt Lưu Mạnh Vũ không ổn lắm. Tuy Lưu Mạnh Vũ là đạo sĩ, nhưng cũng là con người cần thể diện. Vừa nãy còn cam đoan, thề rằng phải đi trừ hại cho dân, bây giờ còn chẳng tìm được nguyên nhân bệnh, thật mất mặt. Ông ta quyết định thử, sầm mặt, ngón tay đặt lên huyệt của Trần Chí Hổ, chân khí truyền từ đầu ngón tay sang kinh mạch của Trần Chí Hổ. Trần Chí Hổ bỗng kêu to một tiếng oa oa, đau đến toàn thân cô giật, cả khuôn mặt méo mó. Lưu Mạnh Vũ sợ giật mình, vội vàng rụt tay lại. Chí Hổ, Phan Phượng Anh xót xa lao đến hét lớn, Chí Hổ, con làm sao thế? Chí Hổ, Phan Phượng Niên nhìn Lưu Mạnh Vũ toát mồ hôi chán, thấy kỳ lạ nói, Lưu đạo trưởng, thế này là sao? Lưu Mạnh Vũ thở dài một tiếng nói, bần tăng vô dụng, không chữa được cho cậu Trần. Ngay cả đạo trưởng cũng không chữa được ư, Phan Phượng Niên kinh ngạc, đạo trưởng, rốt cuộc là bị thương thế nào? Lưu Mạnh Vũ lắc đầu nói, tôi cũng không nhìn ra. Tiếng kêu đau đớn của Trần Chí Hổ dần nhỏ dần, đã đau đến không kêu nổi nữa. Nhìn khuôn mặt anh ta méo mó, Phan Phượng Anh đau xót không chịu nổi, thụp một cái quỳ xuống. Lưu đạo trưởng, cầu xin ông, cứu con trai tôi. Ông nhất định phải cứu con trai tôi. Phan Phượng Niên cũng nói, xin đạo trưởng nghĩ cách. Lưu Mạnh Vũ nói, cách hiện giờ chỉ có đưa đến Vạn Phúc Cung, xin sư huynh của tôi ra tay. Được, vậy lên Mao Sơn. Phan Phượng Niên dứt khoát quyết đoán, lập tức sắp xếp xe và nhân viên, chở mẹ con Phan Phượng Anh và Lưu Mạnh Vũ đi thẳng đến Mao Sơn. Đương nhiên, ông ta cũng không quên chuẩn bị phần lễ tạ hậu hĩnh, để ở riêng một chiếc xe. Vì có Lưu Mạnh Vũ đi cùng, lên núi đi vào Vạn Phúc Cung không tốn sức gì, cũng nhanh chóng gặp được đạo trưởng Cổ Thủ Mặc, trưởng môn của phái Mao Sơn hiện nay. Lưu Mạnh Vũ nói qua nguyên nhân hậu quả sự việc một lượt, nói, sư huynh, thương tích của cậu Trần vô cùng kỳ lạ, đệ vô dụng, chỉ có thể đến xin sư huynh cứu giúp, mời sư huynh xem. Cổ Thủ Mặc gật đầu, và không nói nói gì, liền đi đến bên cạnh Trần Chí Hổ. Hai anh em Phan Phượng Niên và Phan Phượng Anh căng thẳng đứng đợi ở một bên. Trên người trưởng môn Mao Sơn có một luồng uy áp, Phan Phượng Anh muốn nói nhưng lại không dám nói. Cổ Thủ Mặc nhìn sang Trần Chí Hổ một cái, khẽ nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ nghỉ hoặc. Ông ta không bắt mạch cho Trần Chí Hổ, mà đưa ra ngón trỏ và ngón giữa, khẽ đặt lên lồng ngực của Trần Chí Hổ, không động đậy. Một lát sau, Cổ Thủ Mặc đột nhiên quay đầu, hỏi các người đã đắc tội với ai? Lưu Mạnh Vũ và Phan Phượng Niên cùng nhìn sang Phan Phượng Anh. Chỉ là một kẻ độc ác, tên Lý Dục Thần, dùng tà thuật hại con trai tôi, còn uy hiếp nếu bắt tôi phải bỏ ra 10 tỷ mới chịu cứu nó. Đạo trưởng, ông phải cứu con trai tôi, Phan Phượng Anh nói. Cổ Thủ Mặc không nói gì, chỉ nhìn Phan Phượng Anh. Không biết tại sao, bị Cổ Thủ Mặc nhìn như vậy, Phan Phượng Anh bỗng có chút không tự nhiên. Cổ đạo trưởng, rốt cuộc cháu tôi bị bệnh hay bị thương? Có chữa được không? Phan Phượng Niên nhìn ra điều không ổn, bèn hỏi. Cổ Thủ Mặc nói với vẻ mặt không cảm xúc, chữa thì chữa được, nhưng... Nhưng cái gì? Phan Phượng Niên nói, có cần gì? Đạo trưởng cứ lên tiếng, chỉ cần việc tôi có thể làm được, nhất định sẽ cố hết sức. Phan Phượng Anh cũng nói, đúng thế, đạo trưởng, chỉ cần có thể chữa được cho con trai tôi, cần điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Cổ Thủ Mặc lắc đầu, chữa thì chữa được. Nhưng sợ rằng thiên hạ không ai dám chữa. Cái gì? Phan Phượng Niên kinh ngạc, đạo trưởng nói vậy là có ý gì? Chính là ý mà tôi nói, Cổ Thủ Mặc nói, tôi dám đoán nói, các người có khi cầu xin các danh y khắp thiên hạ, tìm các cao nhân ẩn sĩ, cũng không ai dám chữa bệnh cho cậu đây, mời hai vị về đi, tháo chuông cần người buộc chuông. Nói xong, Cổ Thủ Mặc liền đứng lên, đi thẳng vào trong điện Vạn Phúc Cung. Phan Phượng Anh rơi vào tuyệt vọng. Nếu Cổ Thủ Mặc nói không chữa được, bà ta còn ôm một tia hy vọng,
có thể đi tìm danh y khác. Nhưng cổ thủ Mặc lại nói thiên hạ không ai dám chữa, chẳng phải là cắt đứt tất cả con đường của bà ta ư. Phan Phượng Niên nhìn Lưu Mạnh Vũ, Lưu đạo trưởng, ông xem. Lưu Mạnh Vũ lắc đầu nói, trước nay sư huynh tôi không nói bừa bao giờ, huynh ấy đã nói như vậy, thương. Tích của cậu nhà, sợ rằng chỉ có thể tìm đến người mà các người đắc tội thôi. Phan Phượng Niên ngẩn người một lúc, cuối cùng thở dài nói, đi thôi. Phan Phượng Niên và Phan Phượng Anh đi khỏi, Lưu Mạnh Vũ đi vào điện trong, tìm sư huynh cổ thủ Mặc, hỏi, sư huynh, rốt cuộc là thế nào? Vừa nãy tại sao huynh lại nói như vậy? Rốt cuộc có thể chữa được không? Cổ thủ Mặc châm hương tạ lễ trước tượng tổ sư, quay đầu nhìn Lưu Mạnh Vũ nói, sư đệ thường xuyên hành tẩu giang hồ, mà hoang phí hết cả cảnh giới công pháp rồi, ngay cả phong ấn thiên đô trong cơ thể tên nhóc đó mà đệ cũng không phát hiện ra. Phong ấn thiên đô, Lưu Mạnh Vũ kinh ngạc nói, làm sao có thể? Cổ thủ Mặc nhìn vào hư không, lẩm bẩm nói cái tên vừa nghe, Lý Dục Thần. Thủ pháp tiên gia, huynh sẽ không nhìn nhầm. Trần Chí Hổ được đưa về nhà họ Trần ở Thân Châu. Ở nhà đau đến muốn chết đi sống lại, mấy lần ngất xỉu. Những lúc tỉnh lại, anh ta cầu xin, mẹ ơi, cứu con. Họ muốn gì, thì mẹ đồng ý đi. Phan Phượng Anh ban đầu còn khóc trời gạt nước mắt cầu cứu khắp nơi, lúc này lại bỗng bình tĩnh lại, trong mắt đầy hận thù, cắn răng nói, không được, tuyệt đối không được cho con khốn đó được lợi. Cũng không biết là vì tức giận hay là đâu, Trần Chí Hổ lại ngất xỉu. Trần Định Bang cau chặt mày, nhìn con trai vừa đáng hận vừa đáng thương, thở dài một hơi nói, đồng ý với họ đi. Không được, Phan Phượng Anh gắn giọng nói, phải trong lòng ông sớm đã nghĩ vậy không? Chắc không phải là ông và con khốn đó đặt bẫy lừa tôi chứ? Tôi nói cho ông biết, trừ phi tôi chết, nếu không đừng hòng cho. Là Bội Dao vào cửa. Bà không cần mạng của con trai nữa hả? Trần Định Bang dường như lần đầu tiên biết vợ của mình. Ông A biết người phụ nữ này lòng ghen ghét đố kỵ nặng nề, nhưng không ngờ lại không có lý trí như vậy. Phan Phượng Anh ngẩn người, trong mắt lộ ra vẻ từ bi của người mẹ, nhưng nhanh chóng bị nỗi hận và lòng ghen tuông che lấp. Bà ta méo mó khuôn mặt, thét nói, tôi sẽ không đi cầu xin người phụ nữ đó. Muốn tôi dùng kiệu tám người khiêng đón bà ta vào nhà họ Trần, đừng hòng. Tôi tự cứu con trai tôi, Mao Sơn không được, thì tôi đến Long Hổ Sơn. Không được nữa thì đến núi Võ Đang, không được nữa thì ra nước ngoài, chỉ cần chịu bỏ tiền, sẽ có người chữa được. Không kịp nữa rồi, Trần Định Bang hét lên một câu, giơ chân đạp cửa đi ra ngoài. Ông đi đâu hả, Phan Phượng Anh gọi lớn, nếu không dám đi tìm người phụ nữ đó, tôi chưa xong với ông đâu. Nhìn bóng dáng chồng bỏ đi mà không quay đầu lại, Phan Phượng Anh rơi vào tuyệt vọng. Bà ta tóm mạnh tóc của mình, hét lên như phát điên. Trần Chí Hổ tỉnh lại, yếu ớt nói, mẹ làm sao thế? Đều tại con, Phan Phượng Anh nhìn con trai của mình, không biết nổi lên tà khí từ đâu, tóm chặt áo của Trần Chí Hổ lắc mạnh hai cái, nếu con giỏi giang hơn, được việc hơn, thì sớm đã là người thừa kế gia tộc rồi, đâu còn phải đề phòng Trần Văn Học. Lần này tốt rồi, lại còn gây ra chuyện. Trần Chí Hổ đau đến thét lên. Nhìn con trai đau đớn như vậy. Phan Phượng Anh lại mềm lòng, lao đến quan tâm con trai. Con thế nào, con không sao chứ, con trai, con đừng sợ, mẹ nhất định sẽ cứu con. Nhưng sự quan tâm hiền từ này nhanh chóng bị thay thế bởi thù hận. Tình yêu và vẻ mặt của bà ta đều méo mó như nhau. Mẹ phải báo thù cho con, tuyệt đối sẽ không tha cho con khốn đó, sẽ không tha cho Trần Văn Học. Nếu con trai của mẹ chết, mẹ cũng phải bắt họ chết theo. Phan Phượng Anh cầm điện thoại, gọi cho một số. Alo, giúp tôi giết hai ngừa. Trần Văn Học đặt điện thoại xuống, nói với Lý Dục Thần, mẹ kế của tôi đã đưa anh cả tôi đến thành phố Long rồi. Lý Dục Thần một tiếng, không để trong lòng. Trần Văn Học hơi lo lắng, nói, nhà họ Phan ở thành phố Long có thế lực cực lớn ở Giang Đông. Gia chủ của nhà họ Phan, Phan Phượng Niên, cũng chính là anh cả của mẹ kế tôi, có quan hệ rất tốt với đạo sĩ của Mao. Sơn, lần này họ đi có lẽ là đưa anh cả tôi đến Mao Sơn rồi. Lý Dục Thần cười nói, yên tâm đi, bất kể là núi gì, cũng không chữa được thương tích trên người Trần Chí Hổ đâu. Nhưng tôi nghe nói đạo sĩ Mao Sơn rất lợi hại, nghe nói đều biết thuật pháp, còn có nhân vật như thần tiên, Trần Văn Học nói. Cũng có khả năng, Lý Dục Thần không cho là vậy, nếu Mao Sơn có người chữa được,
thì người đó chắc chắn không dám chữa. Người dám chữa không biết chữa, người biết chữa không dám chữa, cho nên anh cả của anh chỉ có thể đến tìm tôi. Trần Văn Học không hiểu lời của Lý Dục Thần lắm, nhưng Lý Dục Thần đã chắc chắn như vậy, anh ta cũng không có lý do nghi ngờ. Tóm lại bây giờ cứ đợi là được. Ngược lại là La Bội Giao, lo lắng nói, Trần Chí Hổ sẽ không đau đến chết thật chứ. Thằng bé này vẫn còn trẻ, hơn nữa dù sao nó cũng họ Trần, là anh ruột của con. Trần Văn Học nói, mẹ, mẹ đúng là hiền từ tốt bụng. Người ta chỉ mong chúng ta chết thôi. La Bội Giao thở dài, nói, người ta nghĩ thế nào là việc của người ta, chúng ta cứ làm theo lương tâm của mình, con người phải có lòng khoan dung. Lý Dục Thần lại rất khâm phục La Bội Giao, tâm cảnh này, đã bằng mười mấy năm ngộ đạo của người tu hành rồi. Nhưng anh không nói gì, lương tâm thì phải có, nhưng tấm lòng phụ nữ cũng phải có. Sự việc đã có bắt đầu thì phải có kết quả, nếu không, duyên không đứt, sẽ không có kết quả, sau này chắc chắn xảy ra chuyện. Đương nhiên, anh cũng không phải loại người độc ác đuổi cùng giết tận, động một cái là giết hết cả nhà, như vậy không những ảnh hưởng đến quả báo của bản thân, sát tâm quá nặng. Sau này đến lúc trải qua lôi kiếp, cũng sẽ bị phản vệ rất lớn. Hơn nữa, cũng không nhất thiết phải làm vậy. La Bội Giao dựa vào lương tâm, anh lại dựa vào bản tâm. Nếu có người chọc vào sát tâm của anh, nên giết anh vẫn sẽ giết, tuyệt đối không nương tay, ví dụ như lúc. Đầu cả nhà Lâm Thiếu Bình, nghịch tử nhà họ Lâm, mấy tên cuồng đồ của Huyền Hàng Môn, còn có đám khốn khiếp của phái Âm Sơn. Lần duy nhất sau khi giết xong, mình cảm thấy hơi quá. Vì vậy mà động tâm cảnh, là lúc giết Trương Điên ở tổng đàn yếu môn thủ đô, và giết hết đệ tử yếu môn ở sân viện đó. Lúc đó sát tâm quá lớn, dẫn đến động tâm ma, sau việc đó nghĩ lại, bản thân Lý Dục Thần cũng sợ hãi. Cũng may nhanh chóng trải qua lôi kiếp, cột rửa thân tâm, thay ra đổi thịt, cũng khiến tâm ma của mình biến mất trong thiên lôi cuồn cuộn. Nhưng Lý Dục Thần biết, kiếp số của mình còn ở phía sau. Không chỉ là vì con đường thành tiên. Có 9 lần lôi kiếp, mà càng vì bản thân anh rất rõ trong đáy lòng mình ẩn chứa tâm ma. Ở khu nhà họ Lý ở thủ đô được biết thân phận của mẹ, sau khi lấy được tàn bích thiên hồn, anh đã ngầm có dự cảm kỳ lạ. Cho đến ở đầm hoang, được rồng hoang dẫn vào bí cảnh, rút kiếm huyền minh, được kiếm khí huyền minh kích phát, thức tỉnh một số thứ trên người, tự ngộ ra kiếm pháp huyền minh, anh dường như có thể chắc chắn, trên người mình chảy dòng máu của thiên ma. Nếu không phải anh học tiên thuật Côn Luân Chính Tông, chính pháp Thiên Đô, và được kiếm khí vạn tiên rửa luyện 13 năm khi ở đỉnh Thiên Đô, huyền thiên chính khí trên người luôn đè nén tâm ma, sợ rằng mình đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Hiện giờ anh đã là tiên thiên, nhưng cũng là lúc nguy hiểm nhất. Vì thiên ma cũng chỉ có tiên thiên mới có thể nhìn thấy, nếu không phải tiên thiên, cho dù đặt kiếm huyền minh lên đầu giường làm gối đầu, ngày ngày gối ngủ, cũng không thể nào mơ thấy điệu múa thiên ma. Muốn trừ tâm ma, chỉ có thể làm từng bước. Hiện giờ Lý Dục Thần có hai điều canh cánh trong lòng lớn nhất, một là nhà họ Lý thủ đô rốt cuộc bị diệt môn thế nào, phải báo mối thù này. Một điều khác là mẹ của anh Cung Lăng Yên, có còn sống không? Có phải mẹ bị nhốt trong vùng đất cửu U, ngày ngày chịu đựng hình phạt tàn khốc băng hỏa địa ngục giống như lời mà ảnh ma nhập hồn vào Trương Diễm Diễm nói không? La Bội Giao thấy Lý Dục Thần không nói gì, cũng không nói nhiều nữa. Tuy bà ta nhân từ, nhưng cũng không cổ hủ, không cứ phải tha cho kẻ thù của mình như thánh mẫu. Nếu đã xảy ra, thì tất cả tùy duyên đi. Lý Dục Thần và Trần Văn Học rảnh rỗi ngồi uống trà nói chuyện, lại nói đến nhà họ Phan. Ban đầu tám hào môn Giang Đông liên hiệp, khiến chú Lang phá sản, nhà họ Phan là kẻ ở giữa giật dây, Trần Văn Học nói. Ồ, Lý Dục Thần lập tức có hứng thú, anh vẫn luôn để âm chuyện của Lang Dụ Văn, ban đầu đã nói rõ. Trong vòng 3 năm Lang Dụ Văn giúp anh làm đến đệ nhất thủ đô, còn anh sẽ cho Lang Dụ Văn cả Giang Đông. Nói là cả Giang Đông, thực ra chính là giúp anh ta báo thù. Với độ tuổi và tâm cảnh hiện nay của Lang Dụ Văn, đâu còn để ý đến hư danh như người giàu nhất Giang Đông nữa. Anh ta chỉ không cam tâm, bị những thế gia hào môn đó liên thủ đuổi ra khỏi Giang Đông. Liên thủ thì cũng thôi đi, cũng không có gì, liên hiệp cạnh tranh trên thương trường là chuyện bình thường. Chỉ là Lang Dụ Văn thua một cách khó hiểu, anh ta cứ cảm thấy mình hãm hại, ngấm ngầm có một sức mạnh thần bí đang điều khiển một số thứ, khiến anh ta không thể tránh, từng bước đi đến thất bại. Anh ta không cam tâm vì bị thua như vậy, cho nên lúc Lý Dục Thần thể hiện sức mạnh thần bí và cường mạnh, Lang Dụ Văn lập tức đồng ý hợp tác.
Đây là cơ hội báo thù duy nhất của cả đời anh ta, năng lực kinh doanh của anh và kết hợp với sức mạnh của Lý Dục Thần. Thực lực của nhà họ Phan thế nào? Lý Dục Thần hỏi. Đệ nhất thành phố Long, Trần Văn Học nói, sau khi chú Lang thất bại, nhà họ Phan cũng được lợi lớn nhất. Từ đó về sau, ở Giang Đông, ngoại trừ mấy gia tộc. Như nhà họ Chu, nhà họ Trương ở Kim Lăng, có lẽ không? Ai có thể áp chế nhà họ Phan? So với Từ Thông ở Cô Tô thì thế nào? Lý Dục Thần lại hỏi. Cũng ngang ngửa nhau, Trần Văn Học suy nghĩ nói, danh tiếng của Từ Thông lớn hơn chút, dù sao Cô Tô cũng là thành phố lớn thứ hai ở Giang Đông, mạnh hơn thành phố Long không ít. Nhưng Cô Tô ngoại trừ Từ Thông, còn có lão đại khác, còn thành phố Long lại chỉ có nhà họ Phan độc chiếm. Nhà họ Phan ăn sâu bén rễ ở thành phố Long, có quan hệ mật thiết với nhà họ Trương ở Kim Lăng. Lại thêm quan hệ giữa nhà họ Trần chúng tôi và nhà họ Phan, có thể nói, thực lực thực tế của họ không yếu hơn nhà họ Từ ở Cô Tô, thậm chí còn mạnh hơn. Ngoài ra, Mao Sơn ở ngay bên thành phố Long, thế lực rất lớn, nhà họ Phan và Mao Sơn có quan hệ rất tốt. Nghe nói tổ tiên nhà họ Phan từng có người tu hành ở Mao Sơn, trên Mao Sơn có không ít đạo sĩ là hậu duệ của họ, Trần Văn Học bổ sung nói. Lý Dục Thần gật đầu nói, trong lòng đã nắm rõ. Dù sao giúp Lang Dụ Văn báo thù cũng không vội trong một lúc, muốn đối phó tám hào môn Giang Đông cũng không dễ, cũng không thể giết đến từng nhà một, diệt luôn toàn bộ bọn họ đi. Như vậy không hợp với nguyên tắc thuận thế hành động, tùy duyên mà làm của người tu hành, sợ rằng cũng không phải điều mà Lang Dụ Văn muốn. Đương nhiên, nếu họ muốn chết, Lý Dục Thần cũng không ngại giúp họ kết thúc cuộc đời hào môn huy hoàng. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa. La Bội Giao đi ra mở cửa. Lúc vừa mở cửa, La Bội Giao liên ngẩn người. Trần Định Bang đứng ngoài cửa, nhìn chăm chăm La Bội Giao, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng mà rất ít người nhìn thấy ở một người làm gia chủ nhà họ Trần như ông ta. Trong vẻ dịu dàng còn có chút thương yêu, một chút buồn phiền, còn có một chút áy náy lóe lên trong mắt. Hai người cứ lặng lẽ đứng đó, quan sát đối phương. Với ánh mắt phức tạp. Không mời anh vào trong ngồi à, Trần Định Bang lên tiếng trước. La Bội Giao nhìn sang phía sau Trần Định Bang, không có. Bà ta do dự, cuối cùng nhường sang một bên để Trần Định Bang đi vào nhà, sau đó mới đóng cửa lại. Trần Văn Học ngẩng đầu nhìn thấy Trần Định Bang, kinh ngạc đứng lên, bố à, sao bố lại đến đây? Trần Định Bang phớt lờ anh ta, nhìn sang Lý Dục Thần, nhìn kỹ mấy cái, hỏi cậu là Lý Dục Thần. Đúng thế, Lý Dục Thần khẽ gật đầu, và không căng thẳng vì Trần Định Bang đột ngột đến. Cũng không ngạo mạn đến mức phớt lờ. Anh rất bình tĩnh đến dường như sớm đã liệu được Trần Định Bang sẽ đến, hoặc là người đến không liên quan đến anh, chỉ là một người qua đường thôi. Thái độ bình tĩnh này khiến Trần Định Bang đánh giá anh cao hơn. Rất tốt, Trần Định Bang nói một câu, rồi không nói với Lý Dục Thần nữa, cũng không nhìn anh thêm một cái. Là gia chủ nhà họ Trần, phú hào hàng đầu hô mưa gọi gió ở Thân Châu. Trần Định Bang sẽ không vì đánh giá cao đối phương mà thể hiện ra ngoài, cũng sẽ không vì mục đích hôm nay mình đến mà đi cầu xin người ta. Ông ta ngồi xuống sofa, cười nói với La Bội Giao, em không rót trà cho anh à. Anh thích bích loa xuân của em pha. La Bội Giao nghe thấy ba chữ, bích loa xuân, ngẩn người một lúc, mới nói, rất lâu rồi em không pha bích loa xuân, trong nhà chỉ có trà xanh bình thường của nông dân trồng trà mua ở chợ, hồng trà thì có mấy gói. Là của Văn Học mang về, anh muốn uống gì? Trần Định Bang hụt hãng như mất đi thứ gì, ố một tiếng nói, vậy trà xanh đi, lá trà mà em mua, chắc sẽ rất ngon. La Bội Giao đi pha trà. Trần Định Bang mới quay sang Trần Văn Học, nói các con ra ngoài đi dạo đi, bố và mẹ con nói chuyện một lúc. Trần Văn Học gật đầu, sau đó nhìn sang Lý Dục Thần một cái. Lý Dục Thần đứng lên, nói, đi thôi. Trần Văn Học thở nhẹ nhõm một hơi, anh ta còn lo Lý Dục Thần sẽ không cho bố thể diện, thì khó xử rồi. Anh ta rất muốn cho bố và mẹ cơ hội ở riêng với nhau, thậm chí không chỉ một lần cố ý tạo ra cơ hội như vậy, nhưng đều không thành công. Bố đều cố ý né tránh. Anh ta biết, gần 20 năm, tuy mẹ không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn mong chờ cơ hội này. Lúc ra khỏi cửa, Trần Văn Học cẩn thận đóng cửa lại, và đẩy mạnh, chắc chắn đã khóa cửa. Dường như vậy có thể khóa chặt không gian bên trong, khiến thời gian bố và mẹ ở riêng với nhau lâu hơn. Lúc xuống tầng, Trần Văn Học vẫn luôn ngóng nhìn lên, xuống dưới, thấy kỳ lạ nói ấy,
bố tôi không mang theo vệ sĩ. Trong nhận thức của Trần Văn Học, đây là lần đầu tiên xưa nay chưa từng thấy. Trước đây bất kể bố tôi ở đâu, bên cạnh ít nhất cũng có 4 vệ sĩ đi theo, Trần Văn Học đi dạo quanh cả tòa nhà một vòng, lần này lại không đưa theo đến một người. Ngay cả tài xế và xe cũng không ở đây, chắc không phải ông ấy đi bộ vào chứ. Lý Dục Thần cũng không nhìn thấy có xe hơi sang trọng, dùng thần thức đảo quét, gần đây cũng đúng là không có cao thủ luyện võ có chân khí dao động. Xem ra, trong lòng bố anh vẫn có mẹ anh, Lý Dục Thần nói. Trần Văn Học cảm thấy rất vui, nhưng càng như vậy, anh ta càng tức giận, nói con người bố tôi, sống quá không chân thực, quá mệt. Nếu là tôi, sẽ cao chạy xa bay cùng người trong lòng, chẳng thèm quản những việc khác. Lý Dục Thần cười nói, cho nên anh không làm được gia chủ. Coi như tôi đã hiểu nỗi khổ tâm của bố anh rồi. Nỗi khổ tâm gì? Bảo anh cưới con gái của nhà họ Hoàng, là đang trải con đường làm gia chủ cho anh. Ông ta thật là đã hết lòng suy nghĩ. Trần Văn Học cũng hiểu ra, không khỏi lắc đầu, cười khổ nói, tại sao phải vậy chứ? Làm gia chủ thế này, tôi thà sống vất vả cả đời. Lý Dục Thần dừng lại, chỉ về phía trước nói, nếu giống như ông ta, anh muốn không? Trần Văn Học nhìn qua, đó là một ông lão 6-70 tuổi, đội một chiếc mũ che nắng cũ kỹ, dưới chiếc. Mũ là một khuôn mặt đầy nếp nhăn. Gió lạnh thổi đến, lá vàng trên cây rào rào rụng xuống. Ông lão còng lưng, bàn tay khô gầy cầm chổi, quét lá rụng thành từng đống. Một chiếc xe đi qua, bánh xe cuốn lên một trận gió xoáy, làm tung bay lá rụng vừa được quét phun gọn. Ông lão lại quét từ đầu, đợi quét lá rụng thành đống, thì phía sau lại là lá vàng khắp sân. Trần Văn Học nhìn mà thương xót, nói, khổ thì khổ. Một chút, nhưng sống bình thường cũng có điểm tốt, ít nhất sẽ không lạnh nhạt thờ ơ như các gia tộc lớn, còn vì quyền lực và tiền tài mà đấu qua đấu lại. Tuy ông ta vất vả, nhưng khi về cả nhà đoàn viên, ăn một bữa cơm nóng, hưởng thụ niềm vui gia đình. Lý Dục Thần lắc đầu, làm sao anh biết cả nhà ông ta đoàn viên? Con cái gia đình nghèo phần lớn không ở bên cạnh, đều làm thuê ở bên ngoài. Làm sao anh biết vợ chồng ông ta hòa thuận? Vợ chồng nghèo khó chăm sự phải lo, nói không chừng vợ của ông ta cũng không phải là người ông ta thích. Hoặc là, vợ của ông ta sớm đã rời bỏ ông ta. Ông ta về nhà cũng không được ăn một bát cơm nóng. Anh là con cháu thế gia, anh sẽ không biết nỗi khổ của người nghèo. Ai mà không muốn làm người bình thường, Lý Dục Thần nhớ đến hồi nhỏ, nếu có thể mãi mãi ở bên cạnh người thân, nếu không có sinh lão bệnh tử, nếu nghèo. Đói không lấy mạng con người, tôi nguyện sống bình thường cả đời, cũng không muốn đi tu hành. Nhưng trên đời này, đâu có bình thường thực sự. Trần Văn Học ngẩn người, nhìn Lý Dục Thần như chưa từng quen biết. Anh chàng này, rốt cuộc đã trải qua những gì? Lúc này, họ đã đến bên ngoài tiểu khu. Nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng bên đường ngoài cổng lớn. Trần Văn Học vừa nhìn là nhận ra, đó là xe của Trần Định Bang. Tài xế ngồi bên trong. Nếu bố tôi đi bộ vào tiểu khu, xem ra trong lòng ông ấy không chỉ có mẹ tôi, hơn nữa còn vô cùng tôn trọng mẹ tôi, Trần Văn Học vui vẻ nói. Lý Dục Thần bỗng cau mày, nói, bố anh không nên đỗ xe ở đây. Trần Văn Học ngẩn người, tại sao? Chiếc xe này quá nổi bật, ông ta lại không đưa theo vệ sĩ, nếu kẻ thù biết. Còn chưa nói hết, Lý Dục Thần dùng thần thức đảo quét, đột nhiên nói, không hay rồi. Cũng mặc kệ Trần Văn Học thế nào, thân hình liền biến mất, hóa thành một đường lưu quang, bay về hướng nhà của La Bội Giao. La Bội Giao bưng một chén trà xanh lên bàn trà, nhẹ nhàng đặt xuống. Trần Định Bang không đón lấy, mà ngẩn người ngắm nhìn La Bội Giao, hồi lâu, mới nói, em không thay đổi chút nào. Già rồi, La Bội Giao nói. Trần Định Bang lắc đầu, không, em chưa già, trong lòng anh, em không già, mãi mãi là người đẹp nhất trên đời. La Bội Giao không thể hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt, bình lặng như mặt hồ đóng băng ngày đông. Uống trà đi, trà sắp nguội rồi, bà ta nói. Trần Định Bang dường như hơi thất vọng, cúi đầu, bưng chén trà trên bàn, hai tay cầm chén nhẹ nhàng xoa, dường như muốn dùng chén trà ấm nóng để sưởi ấm trong lòng mình, để lấy dũng khí nói những lời tiếp theo. Mấy năm nay, em đã chịu khổ rồi, là anh có lỗi với em. Nhưng chắc em hiểu, trong lòng anh luôn chỉ có một mình em. La Bội Giao tự chế nhạo cười, khổ ư, em không thấy khổ, những ngày không có anh, em sống rất tốt.
Bội Dao, Trần Định Bang biết là Bội Dao đang giận dỗi, càng như vậy, trong lòng ông ta càng khó chịu, anh biết em giận anh, những năm nay, anh vì sự nghiệp, vì nhà họ Trần, đã hy sinh quá nhiều. Anh muốn cảm ơn em, cả nhà họ Trần đều phải cảm ơn em. Bội Dao, anh sẽ bù đắp cho em, chúng ta vẫn chưa già, còn có thời gian, không phải tư. Hôm nay anh đến, chắc không phải là để nói những lời mật ngọt này chứ. Nếu là vậy, thì anh đi được rồi. Những lời này, hơn 20 năm trước em đã nghe đủ rồi, em không muốn nghe nữa. Không, Bội Dao, em nghe anh nói, bình thường Trần Định Bang vô cùng phong độ, có thể thao thao bất tuyệt diễn giảng 2 tiếng trong tọa đàm trường đại học, ở trước mặt La Bội Dao lại ăn nói không đầu không đuôi, đương nhiên anh đến không phải để nói những lời này, anh còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng với im. Thương lượng, La Bội Dao cười lạnh lùng, anh có thể có chuyện quan trọng gì thương lượng với em? Ha hét, Trần gia chủ trước nay luôn độc đoán chuyên quyền, lại nói muốn thương lượng với em. Trần Định Bang hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói thực ra cũng không phải thương lượng. Anh nên đón em về nhà họ Trần từ lâu rồi. La Bội Dao lắc đầu nói, không, em sẽ không đi theo anh. Trước đây anh không cho em vào cửa nhà họ Trần, sau này em cũng sẽ không vào. Trần Định Bang ngẩn người, tại sao? Tại sao, anh cảm thấy là tại sao, La Bội Dao hơi nổi di ại sao hôm nay anh đến, trong lòng anh không rõ sao? Tại sao anh phải giả vờ, nói nhiều lời thừa thãi như vậy? Nếu không phải cậu Lý xử lý con trai bảo bối của anh, sợ rằng cả đời anh cũng sẽ không bước vào tiểu khu này phải không? Trần Định Bang không thể phủ nhận sự thực mà La Bội Dao nói. Cho đến trước khi đi vào tiểu khu này, trong lòng ông ta cũng nghĩ vậy. Nếu không phải vì cứu Trần Chí Hổ, ông ta sẽ không đến, không phải ông ta không yêu La Bội Dao, mà quyết định của ông ta đưa ra, sẽ không dễ dàng thay đổi. Ông ta chưa từng nghĩ trước đây mình đã làm sai điều gì, tất cả đều là vì gia tộc, vì sự nghiệp. Nhưng hôm nay, khi ông ta đi vào tiểu khu này, hơi thở cuộc sống của người dân tầng lớp thấp mà rất nhiều năm ông ta chưa từng cảm nhận thực sự ấp đến, ông ta nhớ đến ngày tháng trước đây, từng chút từng việc khi ở bên La Bội Dao hiện lên trong đầu. Trong lòng ông ta bỗng xúc động mạnh, muốn ôm chặt La Bội Dao, mãi mãi ở bên nhau, cho dù không còn giàu có, từ nay làm một người bình thường. Đương nhiên, ông ta biết đó là việc không thể nào. Chỉ cần ông ta sống một ngày, thì phải là người chèo lái của nhà họ Trần. Cho nên, ông ta quyết định đón La Bội Dao về nhà họ Trần, bất luận người trong tộc phản đối thế nào, bất luận Phan Phượng Anh làm loạn thế nào, cũng không thể thay đổi quyết định của ông ta. Việc này đã không còn liên quan đến cứu Trần Chí Hổ. Bội Dao, em tin anh thật lòng mà, em nói đúng, nếu không có chuyện này, không có cơ hội như vậy, có lẽ anh mãi mãi không có dũng khí đối diện với em. Nhưng bây giờ, anh đã nghĩ kỹ, bất luận thế nào, anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa. La Bội Dao khẽ thở dài một tiếng, nói thôi, Định Bang, chúng ta đã từng này tuổi rồi, đừng làm những chuyện vô vị nữa. Em sẽ không đi theo anh, nhưng anh yên tâm, em sẽ cầu xin cậu Lý tha cho con trai anh. Đám trẻ không nên thành vật hy sinh vì cuộc tranh đấu của người lớn. Bội Dao, Trần Định Bang còn muốn nói gì, bỗng nhiên trong bếp vang lên tiếng động, hình như có người bên trong. La Bội Dao cảm thấy kỳ lạ, Trần Văn Học và Lý Dục. Thần đã cùng ra ngoài, chẳng lẽ trốn bên trong nghe lén. Bà ta đứng lên, đẩy cửa phòng bếp, thì thấy một người đàn ông lạ mặt. Tay cầm súng, chĩa họng súng đen xì vào bà ta. La Bội Dao nhanh chóng ý thức được điều gì. Trong lòng bà ta mình là người bình thường, trong nhà cũng không có tiền, trộm cướp tuyệt đối sẽ không có hứng thú với mình. Trong nhà trừ bà ta, chỉ có Trần Định Bang. Rất hiển nhiên, mục tiêu của kẻ này là Trần Định Bang. Hôm nay Trần Định Bang không đưa theo vệ sĩ, đủ để dẫn dụ kẻ thù đến. Đối diện với họng súng, La Bội Dao không lùi lại. Mà bỗng dang rộng hai tay, giữ chặt khung cửa phòng bếp, dùng thân mình chặn tên lưu manh, sau đó hét lớn ra phòng khách. Định Bang, mau chạy đi, có người muốn giết anh. La Bội Dao không biết rằng, lúc này một tên côn đồ khác nhảy vào từ cửa sổ ban công, đã vào đến phòng khách, si cũng kề một khẩu súng lắp bộ giảm thanh giống như trước mặt bà ta trên trán Trần Định Bang. Trần Định Bang không thể động đậy. Tiếng hét và hành động giơ thân mình ra chặn của La Bội Dao đã mang đến tai họa cho bà ta. Tên côn đồ bị dọa sợ giật mình bởi tiếng hét của bà ta, bất giác bóp cò. Một tiếng súng nhỏ vang lên, tuy đã lắp bộ giảm thanh,
vẫn truyền đến bên tai Trần Định Bang trong phòng khách. Bội Dao, Trần Định Bang đứng bật lên, xông về hướng phòng bếp. Nhưng ông ta còn chưa kịp cất bước, đã bị hắn đạp vào hông, sau đó bằng một tiếng súng, viên đạn bắn vào chân ông ta. Trần Định Bang lảo đảo hai bước, ngã xuống đất, ầm nhìn của ông ta vừa hay có thể vòng qua một góc sofa, nhìn thấy cửa phòng bếp. Là Bội Dao ngã trong vũng máu, viên đạn bắn vào. Lồng ngực bà ta, máu tươi nhuốm đỏ áo của bà ta. Bội Dao, Trần Định Bang cảm thấy đau đớn xé tim xé phổi, đau đớn không phải từ chân, mà từ trong lòng. Sát thủ trong phòng bếp ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kiểm tra cổ của La Bội Dao, sau đó gật đầu với sát thủ trong phòng khách. Sát thủ trong phòng khách giơ súng, chĩa thẳng vào Trần Định Bang, nhưng khuôn mặt lộ vẻ nghỉ hoặc, nói với tên sát thủ còn lại, người này trông tuổi tác không đúng. Tên sát thủ đó đi ra khỏi phòng bếp, nhìn Trần Định Bang dưới đất một cái, trong mắt cũng hơi nghỉ hoặc, nói, mặc kệ đi, giết trước rồi xác nhận thân phận. Sát thủ gật đầu, chuẩn bị nổ súng. Đột nhiên một điểm lưu quang từ ngoài cửa sổ bay, đến, xông vào trong cửa sổ. Họ chưa nhìn rõ là cái gì, thì bị một luồng lực mạnh đẩy ngã. Hai tên côn đồ ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lý Dục Thần xuất hiện trong phòng khách, nhìn một cái, sau đó lập tức chạy đến bên cạnh La Bội Dao, quỳ xuống, bàn tay nhẹ nhàng ấn vào lồng ngực của bà ta, dùng trưởng lực hút viên đạn ra. Sau đó truyền chân khí vào trong cơ thể La Bội Dao, bảo vệ tim mạch. Mặc dù như vậy, vì viên đạn bắn trúng tim, tình trạng của La Bội Dao vẫn rất nghiêm trọng. Lý Dục Thần cố hết sức đã hồi phục chức năng tim phổi của La Bội Dao, loại trừ tụ máu, lưu thông huyết quản và kinh mạch tắc nghẽn. Nhưng máu mất đi không thể bù lại, Lý Dục Thần chỉ có thể giữ được khí tức sinh mệnh cuối cùng của La Bội Dao, sau đó dùng đan hồi nguyên giúp bà ta từ từ hồi phục nguyên khí. Làm xong, Lý Dục Thần đi đến trước mặt Trần Định Bang. Nhìn thấy La Bội Dao vẫn nằm dưới đất, không có dấu hiệu còn sống, Trần Định Bang giấy giụa nói, cứu bà ấy trước đi, mặc kệ tôi. Ngồi im, viên đạn di chuyển thì không dễ xử lý đâu, Lý Dục Thần nhắc nhở nói bà ấy không sao, chỉ là mất quá nhiều máu, tim phổi bị tổn thương, cần thời gian hồi phục. Đợi tôi chữa xong cho ông cho người đưa bà ấy đến bệnh viện truyền máu, như vậy có thể hồi phục. Nhanh hơn, Trần Định Bang nghe Lý Dục Thần nói như vậy, khẽ thở nhẹ nhõm một cái. Không biết tại sao, lúc này ông ta tin tưởng người thanh niên này một cách khó hiểu. Vết thương của Trần Định Bang không nặng, chỉ là trúng đạn ở chân, chảy một vũng máu. Lý Dục Thần lấy viên đạn trong chân Trần Định Bang ra, dùng chân khí hồi phục chức năng cơ thịt của ông ta, sau đó cho ông ta uống một viên đan hồi nguyên. Được rồi, đứng lên đi. Trần Định Bang không dám tin, như vậy là vết thương súng đạn khỏi rồi ư. Ông ta đứng lên, thử đi lại hai bước. Ngoại trừ tâm lý vẫn chưa thích ứng, thì không có gì không ổn. Cậu Lý, Trần Định Bang nói với vẻ mặt cầu xin, Bội Dao, bà ấy. Lúc này, cửa nhà phập mở một tiếng, Trần Văn Học. Xông vào, thở hổn hển gọi, mẹ, bố. Khi anh ta nhìn thấy La Bội Dao nằm dưới đất, và máu khắp đất, kinh hãi lao đến, hét gọi, mẹ. Mẹ làm sao, thế này. Lý Dục Thần vội vàng ngăn anh ta, nói, cẩn thận, mẹ anh bị trúng đạn. Tôi vừa lấy đạn cho bà ấy. Bây giờ mất máu quá nhiều, hôn mê. Tôi dùng đan hồi nguyên bảo vệ nguyên khí của bà ấy, đợi lúc nữa sẽ tỉnh lại. Rồi lại nói với Trần Định Bang, bây giờ ông có thể sắp xếp xe rồi, đến bệnh viện truyền máu cho bà ấy. Trần Định Bang lập tức lấy điện thoại, không gọi 120, mà gọi cho bác sĩ riêng của ông ta, bảo bác sĩ đưa túi máu đến đây, truyền máu tại chỗ. Lý Dục Thần cũng không hỏi nhiều. Cách xử lý của người giàu khác với người bình thường. Đến hiện trường duyền máu cũng tốt, như vậy không cần di chuyển vất vả, có lợi cho người bị thương. Thực ra có chân khí của Lý Dục Thần hộ thể và sức mạnh của đan hồi nguyên, không truyền máu cũng không sao, truyền máu chỉ là khiến bà ta hồi phục nhanh hơn thôi. Trần Văn Học biết mẹ không sao, cuối cùng yên tâm, rồi lại nhìn thấy chân của Trần Định Bang cũng đầy máu, quan tâm hỏi, bố à, bố không sao chứ? Bố không sao, Trần Định Bang nói, cậu Lý đúng là có thủ đoạn thần tiên, nếu không phải tận mắt chứng kiến, dù thế nào tôi cũng không thể tin vết thương súng đạn có thể chữa được trong phút chốc. Trần Văn Học hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Trần Định Bang nhìn hai tên côn đồ hôn mê, hiểu ra nói, là bố sơ suất, bố nên đưa theo vệ sĩ mới phải, hại liên lụy đến mẹ con.
Trần Văn Học cũng tự trách nói, bố à, bố nói xem bố biết rõ mình có nhiều kẻ thù như vậy, làm sao có thể không đưa theo vệ sĩ chứ? Lý Dục Thần ở bên cạnh nhắc nhở nói, hai người đừng kết luận vội, hai kẻ này, chưa chắc nhằm vào gia chủ Trần. Hả, Trần Văn Học kinh ngạc, không thể nào, chẳng lẽ là nhằm vào mẹ tôi? Vẻ mặt Trần Định Bang biến sắc, dường như nghĩ đến điều gì, trong ánh mắt lóe lên ý lạnh đáng sợ. Lý Dục Thần đi đến, vỗ hai cái lên người hai tên côn đồ. Hai tên côn đồ tỉnh lại, thộn mặt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của họ méo mó, tràn đầy đau đớn. Vì Lý Dục Thần đã thi triển thủ pháp trên người họ. Nói đi, ai sai các người đến? Tốt nhất là nói rõ luôn một lần đi. Giọng điệu của Lý Dục Thần rất thản nhiên, dường như đang nói một chuyện rất bình thường. Nhưng trong mắt hai tên côn đồ đầy vẻ kinh sợ, chỉ có bản thân họ có thể cảm nhận được đau đớn trên người lúc này, và lực áp bức có thể chấn hiếp hồn phách người ta. Là ông Trương cử chúng tôi đến, bảo chúng tôi giết hai người, một người phụ nữ họ La, một thanh niên họ Trần, còn có một người họ Lý, nếu anh ta cũng có mặt, thì tiện tay giết luôn. Hai tên côn đồ nói ra toàn bộ như ống trúc đổ hạt đậu. Ông Trương, Trần Văn Học kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Trương Vinh Xanh? Trương Vinh Xanh là ai? Lý Dục Thần hỏi. Trần Văn Học nói, Trương Vinh Xanh là đại lão trong Hắc Đạo Thân Châu, cũng coi là nhân vật uy danh lừng lẫy. Thông thường người như ông ta sớm đã tẩy trắng lên bờ rồi. Nhưng người này hình như rất mê Hắc Đạo, cho nên vẫn luôn lăn lộn trong Hắc Đạo. Ở Thân Châu, không mấy người dám chọc vào ông ta. Lại nói, bố à, chúng ta và Trương Vinh Xanh trước nay nước sông không phạm nước giếng, tại sao ông ta phải làm vậy? Trần Định Bang cau mày, đoán được chân tướng sự việc, chỉ là còn cần chứng thực. Lý Dục Thần nói, Trương Vinh Xanh ở đâu, tôi đi bắt ông ta. Trần Định Bang nói, không phiền cậu Lý nữa, chuyện này, để tôi xử lý đi. Bố phải cẩn thận, Trương Vinh Xanh này có rất nhiều thuộc hạ liều mạng, Trần Văn Học lo lắng nói. Trần Định Bang hừ một tiếng, hừ, một tên lăn lộn Hắc Đạo thôi, thực sự cho rằng hào môn Thân Châu sẽ sợ ông ta chắc. Chỉ vào hai tên côn đồ, nói với Lý Dục Thần, giao hai người này cho tôi đi. Lý Dục Thần gật đầu nói, ông cứ tự nhiên. Trần Định Bang lấy điện thoại, gọi cho tài xế. Chỉ lúc sau, tài xế đưa mấy vệ sĩ lên. Trần Định Bang bàn giao mấy câu, tài xế gật đầu, rồi cùng hai vệ sĩ đưa hai tên côn đồ đi. Lúc này, bác sĩ riêng của nhà họ Trần cũng đến, ông ta không đến một mình, mà đưa cả một đoàn y tế đến. Ngoài ra, còn có máy móc thiết bị điều trị, lập tức biến nhà của La Bội Giao thành phòng cấp cứu. Khi họ tiến hành kiểm tra cho La Bội Giao, lại nhìn thấy đầu đạn bên cạnh, liền ngẩn người kinh ngạc. Việc này hoàn toàn lật đổ quan niệm y học và thế giới quan của họ. Ánh mắt họ nhìn sang Lý Dục Thần, giống như nhìn một vị thần, tràn đầy kính sợ. Đoàn y tế chỉ ở lại gần nửa ngày, chắc chắn là Bội Giao đã không sao, cũng đã truyền máu, liền rút về. Trong nhà chỉ còn lại Trần Định Bang, Trần Văn Học và Lý Dục Thần. Sau khi là Bội Giao tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi Trần Văn Học, bố con đâu? Bố con không sao chứ? Lúc đó Trần Định Bang mặc tạp để đích thân hầm canh cho là Bội Giao trong bếp, khi ông ta bưng canh đi vào phòng bệnh, nghe thấy câu này, kích động đến run tay, sóng sánh văng cả canh ra ngoài. Bội Giao, Trần Định Bang ngồi trước giường, gần như sắp rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói ra lời, là anh đã liên lụy đến em. Là Bội Giao cầm tay của ông ta nói, được rồi, không sao là tốt. Chúng ta phải cảm ơn cậu Lý. Trần Định Bang gật đầu, quay người sang Lý Dục Thần, cung kính khom lưng, cậu Lý, cảm ơn cậu đã cứu Bội Giao, và cả tôi, Trần Định Bang tôi nợ cậu hai cái mạng. Là Bội Giao nói, Dục Thần, dì muốn xin cháu một chuyện. Lý Dục Thần nói, cháu biết, dì muốn bảo cháu tha cho Trần Chí Hổ phải không? La Bội Giao gật đầu. Lý Dục Thần cười nói, cháu vốn không muốn lấy mạng của Trần Chí Hổ, chỉ hù dọa anh ta thôi. Thương tích trên người anh ta, cũng chỉ đau 3 ngày, đúng là sẽ càng ngày đau đớn hơn, nhưng sẽ không đau đến chết. 3 ngày sau sẽ không đau nữa, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày là khỏi. Chỉ là sau này không thể hút thuốc uống rượu chơi gái nữa, nếu không sẽ lại đau. Trần Văn Học nghe thấy câu cuối cùng, không nhịn được phì cười một tiếng, sợ là còn khiến anh ta khó chịu hơn giết anh ta đấy. Hôm đó, những người dân Thân Châu vẫn trải qua một ngày bình thường,
nhưng thế giới ngầm Thân Châu và thế gia hào môn lại trải qua một trận phong ba ảnh hưởng sâu rộng. Không biết tại sao nhà họ Trần bỗng điều động lực lượng của cả gia tộc, phá hoại cắt đứt tất cả các cơ sở kinh doanh và chuyện làm ăn, từ sòng bài cho đến câu lạc bộ đêm, từ khu giải trí đến phòng massage sông hơi của Trương Vinh Xanh, đại lão thế giới ngầm Thân Châu mà không hề báo trước. Trương Vinh Xanh đứng hàng đầu trong thế lực ngầm Thân Châu, tuy thuộc thế giới ngầm, nhưng vẫn luôn tự cho mình là giới thượng lưu hào môn. Nhưng khi nhà họ Trần ra tay thực sự, chỉ cần một ngày, thế lực thế giới ngầm rộng lớn của ông ta đã bị đảo quét sạch sẽ. Cả hai giới thế giới ngầm và giới chính trị kinh doanh cả Thân Châu đều căng thẳng, không biết nhà họ Trần muốn làm gì. Trương Vinh Xanh nổi giận dẫn mấy chục thuộc hạ, cầm súng muốn liều mạng với nhà họ Trần. Nhưng ông A vừa ra khỏi cửa, hang ổ đã bị đánh sập. Lần này, Trương Vinh Xanh trố mắt, đang đi giữa đường, đi tiếp cũng không phải, mà rút về cũng không phải. Chỉ dựa vào mấy chục khẩu súng trong tay, muốn liều mạng với nhà họ Trần, hoàn toàn là việc không thể nào. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, cho đến lúc này, Trương Vinh Xanh mới nghĩ đến gọi điện, điều động quan hệ mấy chục năm kinh doanh của ông ta. Nhưng những người bạn đó của ông ta, bình thường sống sống chết chết tự xưng là đồng minh thân thiết, còn có những đại lão thế gia hào môn được ông ta che chở, không tắt máy thì cũng là không nghe máy. Còn những người khó khăn lắm mới liên lạc được, cũng đều cười nói với ông ta, hỏi thăm vài câu. Chỉ có mấy người đồng ý giúp ông ta đi hỏi tình hình. Trương Vinh Xanh gọi đi khắp một lượt các quan hệ xa gần, ông ta mới biết tình người ấm lạnh trên thế gian, đâu có bạn bè gì, đều là vì làm ăn thôi. Lúc này ông ta càng hiểu một đạo lý, bất luận oai phong thế nào, thế giới ngầm vẫn là thế giới ngầm, mãi mãi không thể đối kháng được với thế gia hào môn có thể ảnh hưởng đến kinh tế và chính trị địa phương. Ngược lại là những người bạn thường ngày ít qua lại, quan hệ rất bình thường lại trả lời điện thoại của ông ta, khiến ông ta vô cùng bất ngờ. Điều khiến ông ta bất ngờ hơn là, người bạn đó nói với ông ta, nguyên nhân nhà họ chấn động đến ông ta là vì ông ta phái người đi giết Trần Định Bang. Trần Định Bang trúng đạn ở chân, người phụ nữ trong lòng Trần Định Bang bị thương nặng, sống chết chưa rõ. Còn hai sát thủ mà Trương Vinh Xanh phái đi bị bắt tại chỗ, đã khai ra ông ta. Trương Vinh Xanh ngẩn người chố mắt. Chẳng phải là người mà Phan Phượng Anh bảo ông A đi giết sao? Sao lại biến thành giết Trần Định Bang? Nếu biết người phải giết là Trần Định Bang, cho dù là phụ nữ của Định Bang, cho Trương Vinh Xanh Trần 100 cái gan, ông ta cũng không dám. Phan Phượng Anh. Trương Vinh Xanh nghiến răng nghiến lợi. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng, mình đã bị Phan Phượng Anh hãm hại. Phan Phượng Anh muốn mượn đao của ông ta giết Trần Định Bang, âm mưu cướp gia sản của nhà họ Trần. Alo, ông ta nhớ ra một người, lấy điện thoại gọi đến một số rất ít liên lạc, Phan Phượng Anh ở đâu? Trần Định Bang vẫn luôn ở nhà của La Bội Giao, ở bên cạnh La Bội Giao, bưng trà bón thuốc. Chỉ có khi điện thoại đổ chuông, ông ta mới ra phòng khách nghe điện. Ông chủ, tất cả cơ sở kinh doanh ở Hoàng Phố của Trương Vinh Xanh đều sập rồi. Ông chủ, tất cả cơ sở kinh doanh ở Dương Phố của Trương Vinh Xanh đều sập rồi. Ông chủ, tất cả cơ sở kinh doanh ở Kim Sơn của Trương Vinh Xanh đều sập rồi. Từng cuộc điện thoại liên tiếp, không ngừng báo cáo nói. Ông chủ, Trương Vinh Xanh dẫn người ra ngoài rồi, có vẻ là đến nhà họ Trần chúng ta. Ông chủ, hang ổ ở đường Ngô Viên của Trương Vinh Xanh bị chúng ta đánh sập rồi. Trần Định Bang lặng lẽ tắt máy, ngồi trên sofa phòng khách, châm một điếu thuốc. Lý Dục Thần ngồi bên cạnh, anh đã nghe thấy tất cả các cuộc điện thoại, anh không thể không khâm phục sức hành động của Trần Định Bang và thực lực của nhà họ Trần. Qua hành động của Trần Định Bang, Lý Dục Thần đã có nhận thức sâu sắc hơn về thực lực gia tộc lớn. Đây hoàn toàn không phải là cuộc đấu mà võ lực của một hai người có thể quyết định, mà là một cuộc chiến toàn diện. Một gia tộc, tài nguyên có thể điều động, thế lực của có thể điều động, số tiền có thể bỏ ra, mới là nhân tố mang tính quyết định thắng thua cuối cùng. Nhà họ Trần ở Thân Châu, quả nhiên thực lực cường mạnh. So sánh ra, nhà họ Lâm ở thành phố Hòa còn kém hơn rất nhiều. Những gia tộc lớn ở thủ đô, có lẽ còn mạnh hơn nhà họ Trần. Phải xây dựng thế lực của mình, Lý Dục Thần nghĩ, với thực lực của mình, đương nhiên không sợ ai hết, cũng lắm là giết hết là được. Nhưng một khi đứng giữa sống chết, thế gia hào môn dốc hết toàn lực, Lý Dục Thần khó mà quan tâm chu toàn được hết người bên cạnh mình. Ví dụ như nhà họ Viên ở Tiền Đường, bây giờ không có ý liều mạng,
chỉ là vì họ cảm thấy mình nắm chắc phần thắng, mà không muốn đấu sinh tử với Lý Dục Thần, không muốn chịu tổn thất không cần thiết, đặc biệt là tính mạng của nhân vật nòng cốt gia tộc. Nhưng một khi đến lúc sinh tử tồn vong, họ buộc phải điều động tất cả lực lượng phản kích. Khi một gia tộc ngoan cố chống cự, không tiếc mọi tiền tài vốn liếng, tất cả tài nguyên, tất cả nhân lực quan hệ, sẽ vô cùng đáng sợ. Sức mạnh đáng sợ đó có thể cuốn trôi một thành phố. Lúc đó, Lâm Mộng Đình, Đinh Hương, Mã Sơn, tất cả mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm. Lý Dục Thần có lợi hại đi nữa, cũng không thể phân thân cùng lúc đến nhà họ Viên giết người, còn ở những nơi khác nhau ở Tiền Đường và thành phố Hòa bảo vệ nhiều người như vậy. Đây còn chỉ là một nhà họ Viên ở Tiền Đường, sau này còn phải đối diện với thế gia thủ đô, còn cả môn phái giang hồ có thể ẩn nấp trong tối, cùng với ma giáo. Lý Dục Thần học được rất nhiều từ Trần Định Bang, anh cũng bắt đầu vẽ lên bản đồ thế lực của mình trong đầu. Trần Định Bang hút hết một điếu thuốc, rồi mới lấy điện thoại ra, gọi đến một số, hai thuộc hạ của Trương Vinh Xanh đến giết tôi bị trúng đạn ở chân, người phụ nữ yêu thương của tôi bị trúng đạn ở lồng ngực, hiện tại ó y sống chết chưa rõ. Hai sát thủ đã bị bắt, khai ra Trương Vinh Xanh, bây giờ chắc chắn Trương Vinh Xanh đang hỏi thăm khắp nơi tại sao tôi phải ra tay với ông ta, ông nói tin này cho ông ta đi. Sau đó, ông ta lại gọi đến một số khác. Nếu Trương Vinh Xanh gọi điện hỏi thăm thông tin của phu nhân, ông nói với ông ta, buổi tối phu nhân sẽ đến biệt thự số 7 tập yoga. Sau khi tắt máy, ông ta lại gọi đến một số. Hôm nay là ngày bà chủ tập yoga, ông nói với bà chủ, tối nay thầy dạy yoga của bà sẽ đến Thân Châu, bảo buổi tối bà ta đến biệt thự số 7 đợi, ông không cần đến biệt thự số 7, cứ nói ông đi đón thầy. Sau khi gọi xong, Trần Định Bang lại châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, sau đó nặng nề dựa vào sofa, nhả ra một làn khói trắng dày đặc. Khói trắng lan ra khắp phòng khách, hồi lâu không tiêu tan. Được, tôi biết rồi. Trương Vinh Xanh đặt điện thoại xuống, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, rồi thở mạnh ra. Đến khi hút xong điếu thuốc, dường như ông ta hạ quyết tâm, ném đầu mẩu thuốc xuống đất, giẫm chân thật mạnh. Các anh em, đi thôi, cùng tôi đến biệt thự số 7, giết con đàn bà đó, biệt thự số 7 xảy ra một vụ án thảm khốc. Đại lão Trương Vinh Xanh thế giới ngầm Thân Châu dẫn người xông vào biệt thự, đã giết một bảo vệ và hai vệ sĩ, và Phan Phượng Anh, phu nhân của Trần Định Bang. Trương Vinh Xanh cũng bị vệ sĩ của nhà họ Trần đuổi đến phía sau bàn chết trong lúc hỗn loạn. Đến đây, đại lão Trương Vinh Xanh của thế giới ngầm Thân Châu oai phong gần 20 năm hoàn toàn biến mất, địa bàn của ông ta nhanh chóng được người khác tiếp nhận. Không ai có thể nói rõ được nguồn gốc của việc này. Có người nói là nhà họ Trần ra tay với Trương Vinh Xanh trước, trong lúc tức giận, Trương Vinh Xanh đã giết bà Trần. Có người nói là bà Trần đắc tội với Trương Vinh Xanh đã giết bà Trần, mới chọc giận Trần Định Bang, trong một đêm đã tiêu diệt Trương Vinh Xanh. Tóm lại, bà Trần là do Trương Vinh Xanh giết, còn Trần Định Bang cũng đã giết Trương Vinh Xanh, báo thù cho vợ. Mọi người rất khâm phục Trần Định Bang, thứ nhất là tình nghĩa với vợ của mình, vì báo thù cho vợ. Một đêm tiêu diệt thế lực thế giới rầm lớn nhất Thân Châu, sự quả cảm và gan dạ này không phải ai cũng có. Hai là thực lực mà nhà họ Trần thể hiện ra, từ nay trong hào. Môn của Thân Châu, lại tiến thêm một bước. Ngay cả Lý Dục Thần cũng có vài phần khâm phục. Trần Định Bang, trong thời gian ngắn như vậy, đã xoay chuyển cục diện trông có vẻ bất lợi. Phan Phượng Anh đã chết, ông ta có thể đón La Bội Giao vào nhà họ Trần một cách hợp lý. Cái chết của Phan Phượng Anh, cho dù nhà họ Phan nghi hoặc, cũng không có chứng cứ liên quan đến Trần Định Bang, hơn nữa còn phải cảm ơn Trần Định Bang ra tay quyết đoán, báo thù cho Phan Phượng Anh. Lúc Trần Định Bang làm những việc này, cũng không giấu Lý Dục Thần và Trần Văn Học. Với Lý Dục Thần, đương nhiên có ý bán lòng tin, còn với Trần Văn Học, còn có ý dạy bảo giáo dục. Lý Dục Thần biết Trần Định Bang đang bồi dưỡng Trần Văn Học như người thừa kế gia tộc, nếu không, âm mưu đấu đá trong gia tộc như này, tuyệt đối sẽ không cho Trần Văn Học biết. Trần Văn Học dường như ngày đầu tiên biết bố của mình, ngoài khâm phục, càng thêm kính sợ. Cuối cùng anh ta đã biết, mình còn phải học rất nhiều, trong lòng càng sợ hãi, làm người chèo lái gia tộc không những không dễ dàng, sợ rằng cũng không có niềm vui gì. Sau sự việc, Trần Văn Học hỏi Trần Định Bang, bố à, sao bố biết bà ta chắc chắn sẽ đến biệt thự số 7? Tuy là ngày bà ta tập yoga, nhưng anh cả đang như vậy,
sao bà ta còn có tâm trạng đi tập yoga? Trần Văn Học nói, con không hiểu bà ta. Thực ra bà A chỉ cần đồng ý cúi đầu với mẹ con, với tính cách của mẹ con, chắc chắn sẽ không làm khó bà ta, càng sẽ không lấy mạng của anh cả con. Nhưng bà ta thà nhìn con trai mình chết cũng không chịu cúi đầu. Bà ta là người như vậy, cực kỳ ích kỷ. Trần Văn Học không hiểu lắm, người ích kỷ thì có liên quan gì đến việc bà ta có đến biệt thự số 7 tập yoga hay không? Anh ta vẫn không tìm được logic trong chuyện này. Sau đó, Lý Dục Thần nói với anh ta, nếu thầy dạy yoga đó thực sự là cao thủ yoga, thì sẽ có khả năng chữa được bệnh của anh cả của anh. Chẳng phải anh nói, người biết chữa không dám chữa, người dám chữa không biết chữa sao, Trần Văn Học hiếu kỳ hỏi. Đó là ở Hoa Hạ, nhưng thầy yoga của Thiên Trúc, chưa chắc đã biết ấn ký Thiên Đô, Lý Dục Thần nói. Tang lễ của Phan Phượng Anh kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày, gần như tất cả thế gia hào môn của Thân Châu và hai tỉnh Giang Đông, Nam Giang lân cận đều cử người đến phúng viếng chia buồn. 3 ngày sau, khách ra về hết, tất cả lại trở lại như ban đầu. Ngoại trừ nhà họ Trần bớt một bà chủ, Thân Châu bớt một lão đại thế giới ngầm hô mưa gọi gió 20 năm, thì dường như không có gì thay đổi. Là Bội Giao được đón về nhà họ Trần, đương nhiên không có 8 người khiêng vẻ vang, ngược lại vô cùng khiêm tốn, thậm chí là thần bí. Đó là vì Trần Định Bang vừa mất vợ, đã công khai quay lại với tình cũ, rất dễ bị người ta chỉ trích. Mặt khác, cũng là ý của bản thân La Bội Giao. Bà ta vốn không muốn vào nhà họ Trần, hơn 20 năm nay, lòng bà ta đã chết, đã sống quen những ngày tháng bình thường, nhưng cùng Trần Định Bang trải qua một trận sống chết, trái tim đã chết của bà ta lại bùng cháy. Đặc biệt là thể hiện của Trần Định Bang mấy ngày nay, có thể nói là tỉ mỉ chu đáo từng ly từng tí, khiến bà ta vô cùng cảm động. Lại thêm Phan Phượng Anh đã chết, bà ta về nhà họ Trần cũng không có trở ngại về mặt âm lý và thực tế. Sau đó, trong cuộc họp gia tộc, Trần Định Bang xác lập quyết định bồi dưỡng Trần Văn Học làm người kế nhiệm. Đương nhiên, không phải nói Trần Văn Học lập, tức là người kế nhiệm, gia tộc lớn như vậy, cạnh tranh vị trí gia chủ vô cùng khốc liệt, chỉ là trong tất cả con cháu thế hệ sau, anh ta là con trai của gia chủ Trần Định Bang. Hiện tại nên có ưu thế. Sau đó, thì phải xem biểu hiện của Trần Văn Học rồi. Chỉ cần trong mấy năm tiếp theo, anh ta không xảy ra sai sót gì, còn có thể thỉnh thoảng thể hiện tài năng, làm được một hai chuyện lớn, thì vị trí người kế nhiệm của anh ta sẽ ổn định. Việc đầu tiên anh ta phải làm chính là về thành phố Hòa, tiếp tục lấy tư cách người đại diện của nhà họ Trần, toàn quyền phụ trách tất cả món đầu tư của nhà họ Trần ở tỉnh Nam Giang. Chủ yếu nhất trong đó là việc hợp tác với nhà họ Lâm, cùng đối kháng nhà họ Viên. Người của nhà họ Trần vẫn luôn cảm thấy đây là mối làm ăn chắc chắn thất bại, trước đây Trần Định Bang cũng nghĩ như vậy. Nhưng từ sau khi chứng kiến bản lĩnh của Lý Dục Thần, Trần Định Bang đã thay đổi suy nghĩ. Ông ta không những hồi phục thực quyền của Trần Văn Học, còn cho anh ta nhiều vốn và tài nguyên hơn, và cho nhiều quyền quyết định hơn. Người nhà họ Trần thấy Trần Định Bang kiên quyết như vậy, cũng không phản đối nữa. Thậm chí có rất nhiều người ủng hộ quyết định này. Những người này đều mong được xem Trần Văn Học làm trò cười cho thiên hạ, chỉ cần Trần Văn Học thất bại, con cháu của họ sẽ có cơ hội cạnh tranh vị trí người kế thừa gia tộc. Vì cảm kích và để báo đáp nhà họ Trần, Lý Dục Thần hứa với Trần Định Bang, đợi sau đại hội Võ Lâm Tiền Đường, anh sẽ đến đảo Cửu Long một chuyến, giúp nhà họ Trần giải quyết mâu thuẫn với đảo Cửu Long, nhân tiện có thể giải quyết chuyện của chị Mai. Trần Định Bang sớm đã biết Lý Dục Thần không phải người thường. Cũng không biết là cái phúc của con trai mình từ đâu ra, lại quen biết một vị thần hơn cả tông sư như vậy. Đây cũng là lý do tại sao Trần Định Bang hạ quyết tâm cho Trần Văn Học làm người kế nhiệm. Trước khi đi, Trần Định Bang mời Lý Dục Thần vào. Trong thư phòng nhỏ của ông ta. Thư phòng nhỏ là thư phòng riêng của ông ta, không phải là thư phòng mà ông ta trò chuyện với khách. Thư phòng này, cũng chỉ có mấy người thân tín nhất được vào, ngay cả phu nhân Phan Phượng Anh của ông ta cũng chưa từng được bước vào. Trong thư phòng nhỏ này, Trần Định Bang lấy ra một chiếc hộp mang hương sắc cổ xưa, trịnh trọng lấy ra trước mặt Lý Dục Thần, nói. Đây là một cổ vật mà tôi ngẫu nhiên có được, có lẽ có ích cho cậu Lý, coi như là chút tấm lòng của tôi, xin cậu Lý nhận cho. Nói xong liền mở hộp ra. Trong chiếc hộp là một thanh như ý màu tím, không phải vàng không ngọc, không biết làm từ chất liệu gì. Cả thanh như ý đầy vân mây, phần đuôi khắc hai chữ triện tử vân. Lý Dục Thần dùng thần thức đảo quét, không khỏi ngẩn người.
thần thức nhìn thấy, trên thanh như ý lưu chảy ý vân, cuồn cuộn bốc hơi khói, tràn ngập giống như mây tím ngập trời. Đây là một pháp khí cường mạnh. Tử vân như ý. Trần Định Bang không phải người tu hành, nhưng biết rõ lòng người, giỏi kinh doanh, quản lý các mối quan hệ. Ông ta biết rõ đạo lý bảo kiếm tặng anh hùng, đối với người như Lý Dục Thần, ông ta tặng đồ có giá trị cao đi nữa, người ta cũng chưa chắc nhìn thêm một cái. Ngược lại là thanh như ý này, cùng lắm chỉ là một món cổ vật với người bình thường, nhưng vào trong tay Lý Dục Thần, rất có thể biến đồ vô dụng thành thần kỳ. Tặng quà là một học vấn, cũng là một lần đánh cược. Ông ta đã cược đúng. Đối diện với thanh như ý như này, Lý Dục Thần rất khó không động lòng. Tuy vẫn chưa hoàn toàn biết rõ công dụng của nó, nhưng anh có thể chắc chắn, cho dù cầm thứ này lên đỉnh Thiên Đô, cũng là pháp khí đáng được đưa ra bàn luận. Lý Dục Thần không khách sáo, trời ban mà không lấy, sẽ là có tội. Nếu đã đưa đến trước mặt mình, thì là có duyên. Dù sao thứ này ở trong tay Trần Định Bang cũng là vật vô dụng tầm thường. Đương nhiên, anh sẽ không lấy không. Lần trước đã lấy lôi công phủ của nhà họ Thẩm, đồng ý với Thẩm Bình Nguyên. Sau này nhà họ Thẩm có thể đề xuất yêu cầu Lý Dục Thần làm một chuyện cho nhà họ Thẩm bất cứ lúc nào. Đến nay nhà họ Thẩm vẫn chưa đề xuất yêu cầu, thậm chí cũng không chủ động liên lạc với Lý Dục Thần. Nhưng chỉ cần thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực, coi như nhà họ Thẩm nắm trong tay một sát khí mạnh có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Khi đối thủ đối đầu với nhà họ Thẩm, cũng đều phải cân nhắc, có thể chống được sát khí mạnh này không. Nhưng giờ đây Thẩm Bình Nguyên lại đau đầu vì việc này, vì Lý Dục Thần đã chết. Thông tin ở Thân Châu vẫn chưa truyền đi, bây giờ ngoại trừ số ít người, thì không ai biết Lý Dục Thần còn sống. Thẩm Bình Nguyên không phải tiếc sót dìu đá đó, dù sao lôi công phủ ở trong tay mình cũng không có ích gì. Ông ta chỉ hơi hối hận, không sớm sử dụng lời cam kết của Lý Dục Thần. Ngoài ra, ông ta cũng do dự, có nên hợp tác với nhà họ Lâm không? Vì nếu Lý Dục Thần đã chết, nhà họ Lâm chắc chắn thất bại. Nếu nhà họ Thẩm cuốn vào cuộc chiến, đối đầu với nhà họ Viên ở tiền đường, đợi khi nhà họ Viên xử lý nhà họ Lâm, nhà họ Thẩm sẽ một mình đối diện với lửa giận của nhà họ Viên, chắc chắn sẽ gây nên tổn thất cực lớn. Nhưng Lý Dục Thần chết thật rồi sao? Đây cũng là điều Thẩm Bình Nguyên nghỉ hoặc. Hôm đó, ông ta tận mắt chứng kiến Lý Dục Thần tay cầm điện lôi. Trong chớp mắt, Hoàng Định Bang thương gia lớn của Huy Châu tan thành mây khói. Người như vậy, làm sao có thể dễ dàng chết được? Nhưng tin tức bên ngoài khiến ông ta không thể không tin, đặc biệt là thông tin truyền ra từ nhà họ Lâm. Hiện giờ nhà họ Lâm tổn thương nặng nề, từ trên xuống dưới, gần như đều mất đi chí khí. Như vậy, không giống như giả bộ. Không chỉ có nhà họ Thẩm, cả Nam Giang, các thế gia hào môn và các ông lớn thương mại từ thành phố Hòa đến tiền đường, và các vùng lân cận, đang theo dõi cuộc tranh đấu giữa hai là Lâm Viên. Từ ban đầu nghi ngờ nhà họ Lâm tung hỏa mù, đến sau này đều tin chắc Lý Dục Thần thực sự đã chết, vì vậy trong lòng bọn họ cũng đã tuyên phán tử hình cho nhà họ Lâm nhiều nhất cũng chỉ duy trì được một tháng nữa. Vì nhà họ Viên đã phát động tổng tấn công, còn nhà họ Lâm sớm đã đánh ra con át chủ bài. Tập đoàn kinh lý thần bí đó cũng đã đứt dòng vốn, khó mà tự bảo vệ mình. Còn nhà họ Trần ở Thân Châu vẫn luôn ủng hộ nhà họ Lâm đã gọi cậu Trần về, rút về tất cả các khoản đầu tư. Khiến nhà họ Lâm đã khó khăn lại càng khó khăn, đồng thời khiến người ta tin chắc Lý Dục Thần đã chết thật, nhà họ Lâm sẽ xong đời. Không ai biết, lúc này nhà họ Trần đã điều động vốn, và phái rất nhiều người có thực lực, do Trần Văn Học dẫn đầu, chuẩn bị đến thành phố Hòa chỉ viện nhà họ Lâm bất cứ lúc nào. Còn Lý Dục Thần, đang cầm một thanh như ý màu tím, vung lên một đám mây tím, lơ lửng trên sông Hoàng. Phố, đứng trên mây. Nhìn sóng cồn cuộn xa xôi vạn dặm. Trần Định Bang không đề nghị điều kiện nào với anh. Theo cách nói của Trần Định Bang, nếu Lý Dục Thần có thể giúp nhà họ Trần giải quyết chuyện của đảo Cửu Long, thì đã coi như giúp được việc lớn, chiếc như ý này là chút tấm lòng. Nhưng Lý Dục Thần không thể làm ngơ. Anh nói với Trần Định Bang, sau này nhà họ Trần có chuyện, có thể tìm anh mọi lúc. Không chỉ vì Tử Vân như ý, còn là vì Trần Văn Học là một trong số bạn bè ít ỏi của anh. Mấy ngày Lý Dục Thần ở Thân Châu, ngoại trừ cuộc chiến thương mại của hai nhà Viên Lâm, còn có một chuyện được khắp giới thượng lưu Nam Giang quan tâm, một cậu ấm thế gia thần bí đến từ thủ đô sắp đính hôn với cô chủ hào môn bản địa Nam Giang. Một lễ đính hôn vốn không thu hút sự chú ý đông đảo như vậy, nhưng chuyện này quá thần bí,
gần như tất cả thế gia hào môn đều nhận được thiệp mời, nhưng không ai biết hai bên đính hôn này là ai. Còn mức độ phô trương của tiệc đính hôn này vô cùng hiếm thấy. Cậu ấm thủ đô thần bí đó không những bao trọn khách sạn Hồ Viên Lâm ở Tiền Đường, thậm chí còn bao cả Hồ Bắc ở Hồ Tiền Đường. Hôm đó, Hồ Bắc Hồ Tiền Đường và đường Bắc Sơn đều sẽ phong tỏa, tất cả cửa hàng ở Ngạn Bắc đều tạm dừng kinh doanh. Có người tính, số tiền cần bỏ ra cho một tiệc đính hôn như vậy, ít nhất cũng phải tốn 1 tỷ trở lên. Trong mắt hào môn thế gia 1 tỷ cũng chẳng là gì, nhưng một ngày tùy tiện tiêu hết 1 tỷ, đặc biệt chỉ là cho một buổi lễ đính hôn, không phải là hôn lễ chính thức, thì phải có căn cơ tiền tài hùng mạnh thế nào, gan dạ thế nào mới có thể làm được. Hôn lễ nổi tiếng nhất của Hoàng gia Anh năm đó cũng chỉ tốn 100 triệu bảng Anh. Nếu thân phận địa vị của anh không xứng với lễ đính hôn như vậy, thì hành vi xa xỉ như vậy, sẽ trở thành trò cười của giới thượng lưu. Mọi người sẽ cho rằng đây là hành vi của nhà giàu mới nổi, chứ không thực sự công nhận anh. Cho nên mọi người đều đang đoán, nhân vật chính của lễ đính hôn này rốt cuộc là ai. Thủ đô có rất nhiều hào môn thế gia, nổi tiếng nhất có 4 nhà Vương, Sở, Na, Tiêu. Nếu là cậu ấm đích hệ nào đó của 4 nhà, làm như vậy cũng phù hợp thân phận. Nhưng có người đi hỏi thăm, hình như 4 nhà không có cậu ấm nào sắp đính hôn. Ngoại trừ suy đoán cậu ấm thủ đô là ai, thì nhân vật chính khác của lễ đính hôn cũng là người mọi người quan tâm hơn, vì bên tổ chức đã nói rõ, nhà gái là cô chủ thế gia bản địa Nam Giang. Mọi người hỏi thăm khắp nơi, cũng không có câu trả lời chính xác, những lời đồn thì bay ngập trời. Trong đó tin đồn truyền đi nhiều nhất là nhà gái là Tiền Hân Đồng của nhà họ Tiền ở Tiền Đường. Đây là suy đoán mọi người nghĩ là hợp lý nhất, vì chỉ có nhà họ Tiền mới xứng với lễ đính hôn như vậy, đặc biệt là Tiền Hân Đồng, có rất nhiều lời đồn liên quan đến cô cả nhà họ Tiền này. Mặc dù rất nhiều người thèm muốn sắc đẹp của cô cả Tiền, và thế lực lớn của nhà họ Tiền, nhưng cậu ấm thế gia Nam Giang lại không ai dám chọc vào cô cả này, có lẽ cũng chỉ có cậu ấm thế gia thủ đô mới có thể hàng phục cô ta, cũng coi như môn đăng hộ đối với nhà họ Tiền. Đương nhiên Tiền Hân Đồng cũng nghe nói đến những tin đồn này. Cô ta cũng lười ra mặt bác bỏ tin đồn. Có điều phụ nữ luôn có lòng hiếu kỳ bẩm sinh và không có sức kháng cự với những chuyện như này, Tiền Hân Đồng cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai phô trương tiệc đính hôn vừa thần bí vừa rầm rộ này. Việc này khiến cô A hứng thú, thậm chí cô ta tưởng tượng, nhân vật chính của lễ đính hôn là mình, còn nhà trai. Không biết tại sao, trong đầu Tiền Hân Đồng lại hiện lên khuôn mặt của Lý Dục Thần. Đương nhiên cô ta cũng nghe nói Lý Dục Thần đã chết, vì vậy vừa nghĩ đến Lý Dục Thần, trong lòng lại bi thương, sống mũi cay một cách khó hiểu, khóe mắt chảy mấy giọt nước mắt. Nhà họ Lâm cũng nhận được thiệp mới. Lâm Thu Thanh vốn không muốn đi. Nhà họ Lâm hiện giờ, bốn bề khốn đốn, đã rơi vào đường cùng, đâu có tâm trạng đi tham dự lễ đính hôn của thế gia thần bí. Nhưng một câu nói của Nghiêm Tuệ Mãn khiến ông ta động lòng. Một cuộc xã giao quan trọng như vậy, thì cũng nên tham gia, nói không chừng có cơ hội tìm được đường sống trong cõi chết. Lâm Thu Thanh nói, có thể có cơ hội gì? Bây giờ tất cả mọi người đều cười nhạo nhà họ Lâm, tôi đi làm trò cười cho người khác à? Cười nhạo thì đã làm sao? Nhà họ Lâm đã như vậy, có xấu đi nữa thì có thể xấu đến mức nào? Nghiêm Tuệ Mẫn nói. Lâm Thu Thanh thở dài một hơi, đúng thế, có xấu đi nữa thì có thể xấu đến mức nào? Làm trò cười cho người ta thì đã làm sao? Ông ta cầm thiệp mời, xem kỹ lần nữa. Sau đó, ông A nhìn thấy một tờ giấy in chữ nhỏ đính kèm trong thiệp mời. Thân mời cả thể nhà họ Lâm, mời Lâm Thượng Nghĩa, Lâm Thu Thanh, Nghiêm Tuệ Mẫn, Lâm Mộng Đình, Lâm Vân, bốn vị phải đến đông đủ, lúc đó sẽ có bất ngờ. Vừa nãy Lâm Thu Thanh chỉ đọc lời mời chính trên thiệp mời, vì tâm trạng không tốt, không xem bản đính kèm, vừa đọc được liền ngẩn người. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy thiệp mời như vậy, bất ngờ, có thể có bất ngờ gì? Hào môn thế gia, không thể không biết rõ hoàn cảnh hiện tại của nhà họ Lâm. Lúc này còn đặc biệt nhấn mạnh tạo bất ngờ cho nhà họ Lâm, chẳng lẽ? Lâm Thu Thanh nhẹn lên chút kỳ vọng trong tuyệt vọng. Liên tưởng đến lời đồn bên ngoài, nhà gái là Tiền Hân Đồng, cô cả nhà họ Tiền. Nghe nói quan hệ giữa Lý Dục Thần và nhà họ Tiền cũng rất tốt. Nhà họ Tiền là đệ nhất thế gia của Tiền Đường, nhà họ Viên cũng không thể đối kháng với họ. Nếu nhà họ Tiền có thể nhúng tay, giúp nhà họ Lâm, thì hoàn cảnh hiện tại của nhà họ Lâm sẽ được giải quyết dễ dàng. Nghiêm Tuệ Mẫn cũng đọc được trang giấy chữ nhỏ đó,
nhưng suy nghĩ của bà ta lại khác với Lâm Thu Thanh. Bà ta không nghĩ đến nhà họ Tiền, không phải là Tiền Hân Đồng, mà là con gái Lâm Mộng Đình. Còn Lý Dục Thần, chẳng phải là cậu ấm nhà họ Lý ở thủ đô sao? Liệu đây có phải là vở kịch mà Lý Dục Thần sắp xếp không? Tạo bất ngờ cho nhà họ Lâm. Nghiêm Tuệ Mãn nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra. Bà ta sợ bị mắng, sợ giấc mộng của mình bị người ta mắng cho tỉnh lại. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.